thầm với nhau thì không được nhỉ. Thầy có gửi một số bộ slide rồi thì các em thích cái bộ nào? Vâng. Tại vì tùy tùy các bạn ấy chọn đấy, nhưng mà thầy thì thầy sẵn sàng nói cái gì cũng được. Các em thích cái bộ đó hơn không? Thầy đọc rồi. Thầy đọc rồi, thầy không thành vấn đề. Đây. Cảm ơn em. Rồi, tốt rồi. Mình có cái micro và nó đi vào người cái này mình không thể nào thì thầm được. Này, thầy có cái đề nghị là đứng đây hơi xa quá. Em đứng giới thiệu trên này một chút thôi ạ. À, không không. Tại vì là chiếu có xa quá, các em nhìn có xa quá. Chứ còn thầy bình thường là thầy hay thích các em ngồi hẳn cả cái sát với thầy. Đấy. Thế mà này muốn làm cái việc đó thì nó rất dễ, bởi vì mỗi người chỉ cầm cái ghế mình lên rồi ngồi bất cứ nơi nào mình muốn thế. Thì thầy đề nghị là các em thầy phá giới, thầy luôn luôn phá giới. Tại vì cái chỗ này đó theo thầy là nó đủ để mà tất cả mọi người ngồi đấy. Chỗ trên đây này. Cứ cầm ghế lên mà ngồi theo này, thật đấy mà. Thật đấy. Tại vì chúng ta là trong một lớp chứ chúng ta không phải là đó, các ngồi luôn như thế này. Rồi. Rồi người sang cả bên này nữa này, sang cả bên này nữa. Thầy không dùng cái này đâu, thầy không dùng cái này đâu thầy. Đấy, ngồi thế này tốt rồi. Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi ban tổ chức nhé. Các em lên tí nữa đi, lên tí nữa là trong hàng nữa. Không cần, em yên tâm. Không biết các bạn chiếu phim chiếu phiếc gì có vướng cái livestream có vướng cái gì không? Như thế này mình càng vui. Đây này, chỗ này còn nhiều chỗ quá này. Đây này, chỗ này còn lên cho đến ít nhất là 15 chỗ chỗ này. Vâng, cho cái bàn này xuống luôn. Trong khi chờ đợi các em ngồi thì thầy xin kể cho các em cái ngày hôm nay của thầy. Thầy sáng hôm nay thầy dậy 4 giờ sáng như mọi hôm này, cái đó thì không có gì là vất vả. Thế nhưng mà sau đó thì thầy sửa soạn ra sân bay, thầy tới thầy ra sân bay thì thầy bay lúc 8 giờ thì ta đến 10 giờ 15 thì thầy tới Nội Bài. 10 giờ 15 thì tới Nội Bài thì là thầy bị bắt cóc ngay bởi công ty VTI, tức là cái công ty về phần mềm. Thầy vào thầy nói chuyện thẳng. Và nói chuyện xong cái thì là cắm đầu cắm cổ đi tới một Đinh Lễ để nói chuyện với câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam mà thầy là chủ tịch. Thế xong rồi từ chỗ đó nói chuyện mà xong lúc 4 giờ rưỡi. Xong rồi chụp ảnh. Chụp ảnh xong rồi là chạy thẳng đến đây đó thì là tới đây đúng 18 giờ kém 2 phút. Và thầy được chị Thanh Minh cho thầy ăn một vài cọng mì rất là ngon. Thế nhưng mà trưa nay thì thầy chưa ăn gì, thì chỉ ăn một bánh mì. Vậy thì nó chỉ có cái đó thì cuộc đời của các em là chuyện là bình thường, nhưng mà nếu mà các em nghĩ rằng thầy 74 tuổi rồi thì nó không bình thường. Thế nhưng mà thầy cũng vẫn còn đang sung sức lắm. Mà sáng mai sáng sớm thì có người mời thầy ăn sáng mà thầy từ chối không được. Xong đó thầy làm hội thảo rồi xong đó thầy đi thẳng Ba Vì làm cái nhóm cây nền. Thì cái cây nền của thầy đó thì nó chỉ khác hội thảo cái chỗ rằng là tất cả mọi người đều tự nguyện và tự trả chi phí. Tất nhiên là không có phí người nói chuyện, thầy không lấy tiền.
mà thầy cũng trả chi phí luôn. Thế thì là được 48 tiếng sống với thầy, nó gọi thế là cây nền. Cây nền là 48 tiếng sống với thầy, trực tiếp sát bên cạnh thầy. Và ăn uống, thầy đi từ bàn này sang bàn nọ ngồi cái bữa cơm ăn sáng với nhau. Xong rồi là thầy chọn những đề tài. Thầy tạo một cái hệ sinh thái giữa tất cả các anh em vào cây nền, và thầy cũng giới hạn cái số người tham gia. Chứ còn nếu mà thầy không giới hạn thì nó nhiều lắm. Thế thành ra thầy giới hạn là bây giờ thì nó lên đến 60 người mỗi khóa cây nền thì 48 tiếng thôi. Tối thứ sáu đến tối thứ chủ nhật. Thì là thí dụ như là đi chơi ngoài đồng thì cũng đi quanh bờ hồ biết cũng đi với thầy. Tức là thầy 48 tiếng đó là thầy chia sẻ những cái ý nghĩ của thầy, thầy chia sẻ những quan điểm của thầy, thầy chia sẻ những cái cách nhìn của thầy, cái cách nhìn trong cuộc sống. Thế rồi có mà được quyền đặt bất cứ một loại câu hỏi nào với thầy, bất cứ, trừ những vấn đề chính trị và những vấn đề tôn giáo. Thì nó tôn giáo thì thầy không sợ lắm, là bởi vì thật sự ra thì thầy chỉ lo là nói rồi hăng tiết vịt thì nó câu chuyện nó không ra đâu thôi. Còn cái chuyện chính trị thì cái chuyện mà thầy cho là vớ vẩn nhất thì thầy không có nói tới. Thật đấy, chính trị là gì nhỉ? Chính trị là lo cho dân thì phải, đúng không? Có phải không? Có phải là chính trị là lo cho dân đấy thì đúng không? Thế là gì? Trị là chính. Thế thì thành ra giáo sư ông thầy Giản Tư Trung ông ấy viết rằng là nó có quản trị nhưng mà nó có cai trị. Thế thì ông bảo rằng là cái cai trị đó thì... thôi, chúng tôi là những người lẩm cẩm. Ok, thế thầy cũng muốn tối hôm nay đó, thầy được biết là các em là trong cái lớp thạc sĩ và một số các bạn đã đi theo lớp CEO. Thật sự ra đó thì thầy phải nói là các em tại sao mà thầy có mặt ở đây. Thầy rất yêu cái FSB này, bởi vì một lý do rất đơn giản là họ rất yêu thầy. Và thầy cũng muốn, nó có nói với Thanh Minh là thầy muốn đi qua thăm các em một chút xíu, là bởi vì đã lâu thầy không qua đây rồi. Có phải không nhỉ Thanh Minh? Thế mới ngoài ra nữa đó thì thầy rất khắc khoải. Thầy rất khắc khoải là cái chỗ là khi mà thầy gặp các công ty công tiếc, thầy thấy rằng là thầy còn nhìn thấy quá nhiều vấn đề. Ở trong nước chúng ta làm sao ấy, những vấn đề không giải quyết được cho nó đúng. Mà một trong những lý do thực là đất nước chúng ta chưa nhìn rõ được chỗ nào là chỗ quản trị và chỗ nào là chỗ quản lý. Mà cái đó thì thầy đã viết trong cái cuốn sách Một đời quản trị của thầy rất là nhiều. Rất đông CEO cứ quản lý mà cho rằng mình quản trị. Mà hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Không những nó hoàn toàn khác nhau mà nếu mà mình không làm một trong hai việc thì cái công ty nó không chạy được. Và nếu mà mình làm sai ấy, thì cái công ty nó còn không những nó không chạy mà nó còn có những vấn đề lớn lắm. Mà thầy cũng rất bức xúc là bởi vì thầy ở trong hội đồng quản trị trong một vài công ty đấy. Mà từ nhiều năm thầy đã nói rằng là bạn đang làm cái chuyện này nó làm việc quản lý, mà trong khi việc của bạn làm việc quản trị. Nó hoàn toàn khác nhau, bạn làm thế này thì chết mất thôi. Thế nhưng mà rồi cái kết quả, hay đúng hơn là cái hệ quả nó không tốt. Thì đại khái thầy can đừng làm KPI thì cứ làm, thầy can ERP thì cứ làm, thầy can làm một số chuyện thì vẫn cứ làm. Thế thì các em mà có những câu hỏi về cái đó thầy sẽ giải thích cho tận tình là tại sao mà cái lúc nào làm, lúc nào không làm. Nó phải có lý do đích xác. À, rồi tại sao mà mình tạo nên cổ phiếu ưu đãi. Tại sao lúc nào thì mình làm team building. Những chuyện đó là những chuyện mà mình phải biết rõ tại sao, chứ không phải cứ lâu lâu nổi hứng lên rồi làm. Rồi các công ty thầy khuyên từ nhiều năm là nên quản trị theo cái lối là giữ tiền mặt. Giữ tiền mặt thật chắc, đừng có nhả tiền mặt ra là một. Và đừng có đi theo doanh số, đừng có đi theo doanh thu, mà đi theo lợi nhuận. Thì con đường lợi nhuận mới là con đường đi, không ai nghe cả. Giờ này là luống cuống cả lũ. Rồi bảo hỏi thầy làm sao, thầy bảo làm sao nữa. Mang KPI ra mà giải quyết. Thế,
Thì tất cả những chuyện đó đó, trong nhiều năm thầy rất là nhẫn nại. Nhưng mà các bạn ấy, đáng lẽ thầy phải cầm roi, thầy phát vào đít vài chủ tịch. Tại vì thực sự ra là không nghe, bây giờ nó nhiều công ty đang luống cuống lắm đó, luống cuống kinh khủng luôn đó, chứ không phải là nghĩa là không còn biết đầu nào là đầu ra, đầu nào là đầu vào nữa rồi. Thế thành thử, nếu mà các em mà chỉ là lãnh đạo cấp trung thôi ấy, thì nó có những vấn đề khác mà các em phải điều chỉnh. Nhưng mà nếu mà các em là lãnh đạo cấp cao ấy, thì thực sự là hôm nay thầy cũng có một vài thông điệp để truyền cho các em. Thế thì thầy chọn một cái đề tài mà nhà trường rất thích là cái đề tài hệ sinh thái. Từ cái ngày mà thầy nói về hệ sinh thái, cả nước nói về hệ sinh thái. Đấy. Thế nhưng mà thật sự ra thì cái đề tài này nó chỉ là một cái cách của thầy để mà gợi ý lên những cái câu hỏi. Mà thầy sẵn sàng đón nhận tất cả mọi loại câu hỏi, dù là nó liên quan đến đề tài hay không, nó liên quan đến quản trị và quản lý, và đôi khi nó còn liên quan đến cả cái cách mà các em lèo lái cái nghề nghiệp của các em trong cái nghề quản trị kinh doanh. Tại vì chưa chắc gì các em đã đi đúng cái đúng đường như các em muốn đâu, về mặt cá nhân, về mặt cá nhân. Thế thì bây giờ chúng ta, thầy đề nghị với các em là thầy đi theo cái slide được một chút xíu. Thế nhưng mà sau đó đó rồi nổi hứng, nếu mà bắt đầu mà ai mà muốn giơ tay lên mà hỏi cái đó thì là chúng ta lúc đó là chúng ta bắt đầu lái cái câu chuyện của chúng ta đi vào những cái điểm nào mà các em thích thú nhất và những cái điểm mà các em có những thắc mắc nhiều nhất thì nó tốt hơn. Chứ thầy không tới đây để mà giảng bài, hoặc là thầy không tới đây để quay một bộ slide đâu. Thì cái chuyện đó nó cũng vẫn còn phụ. Cái chuyện chính là các em trở thành những cái CEO, hoặc là các em trở thành những cái lãnh đạo mọi cấp, mà làm cái gì cũng làm cho đúng, là mà làm mà mình không những mình làm đúng mà mình biết chắc là nó đúng, thì như thế mới được. Thế thì thầy có một cái may mắn trong cuộc đời của thầy đó, thầy đã giữ tất cả mọi chức, mà thầy còn khổ hơn các em là bởi vì mình là người Việt ở xứ người, cho nên là mỗi một chức ấy, là ở Việt Nam thì có thể lên một chức. Nhưng mà mình khi mình ở xứ người thì mỗi lần mình lên nửa chức. Nhưng mà thành ra là muốn lên đến tận tên cùng ấy, thì là mình lên rất nhiều lần nửa chức rồi mình mới lên tên ơi. Chứ mình không có được lên, nếu mà mình là con ông cháu cha cái nước này đó, thì mình có thể lên một lúc 10 chức. Và thậm chí thầy còn thấy có những đứa 27 tuổi đó, nó mới đi học về cái này, chỉ vào công ty của bố nó có một năm thôi mà đã phó tổng giám đốc rồi. Đấy, thì cũng được, không sao cả. Nếu mà trong công ty 30 phó tổng giám đốc thì cũng không sao. Đại khái là như thế, là láo léo hết cả. Ok, thế bây giờ đó, thầy xin phép là nói chuyện về slide này một chút xíu. Rồi xong sau đó thì các em cứ tự động các em đặt câu hỏi. Và từ khi lúc mà các em đặt câu hỏi đó thì mình bắt đầu mình xoay sang các câu hỏi của các em nhé. Thế bây giờ đó thì mình làm sao mình cho cái bộ slide nó chạy. Có cái bấm không nhỉ? Em ngồi đó luôn hay là thế nào? Ai bấm hộ thầy? À em ngồi đó em bấm hộ thầy phải không? Mình đi qua cái slide này đi. Tại vì rằng là nếu mà... Em có cái gậy vào để cho nó... Các em biết không, cái hệ sinh thái nó là một cái khái niệm rất là quan trọng. Thầy chỉ nói qua thế này các em hiểu ngay tại sao nó quan trọng. Hình như là em còn phải giới thiệu thầy thì phải. Vâng, nhưng mà thầy bắt đầu em giới thiệu lại không ạ? À thôi. Nhưng mà trừ khi em muốn đóng vai MC thì thầy tặng em cái vai MC, nhưng mà nếu không thì thầy đi vào thẳng đề tài. Dạ vâng, thôi thầy bắt đầu luôn. Ok nhé. Được rồi, thầy bấm này, nó chạy kiểu nào thì mình sẽ biết. Cái hệ sinh thái nó vô cùng quan trọng ở cái chỗ rằng thầy đã áp dụng nó. À thầy xin nói các em ngay là cái gì mà thầy chưa áp dụng đó là không có nói. Thầy không có giống một số nhà trường ở đây đó là
giáo sư cũng không biết gì, hiệu trưởng cũng không biết quái gì, nhưng mà vẫn mở cái trường để dạy cái đó. Đấy, thì thầy không có như thế. Chuyện gì mà các em hỏi thầy đó là thầy đã làm nhiều lần rồi, mà thầy đã trải nghiệm đủ nhiều kiểu rồi. Thành ra là khi thầy dạy các em cái gì đó là các em nắm chắc. Mà khi mà có cái chỗ yếu nào thầy cũng nói luôn là cái lý luận của thầy nó có chỗ yếu ở đâu. Đấy, nó phải như thế mới được. Tại vì chúng ta làm khoa học chứ chúng ta không không phải là chỗ nhau rồi bán sự học. Mình không có làm cái chuyện đó. Thế thì trong cái hệ sinh thái mà thầy nói chuyện tới đấy là thầy đã giúp một số công ty thay đổi hẳn cái cuộc diện làm việc của họ. Các em biết không? Khi mà mình làm business mình dễ có những cái chỗ yếu như thế này. Các chủ tịch gặp nhau, các tổng giám đốc gặp nhau, các người dưới gặp nhau, thì là nó không phải là hệ sinh thái nữa. Cái hệ sinh thái đó là phải tất cả mọi người gặp nhau. Ví dụ như là chủ tịch của một công ty xây dựng, tại sao không đi gặp một nhân viên của chủ đầu tư, một nhân viên? Tại vì mình mới hiểu được nhiều chuyện lắm. Tức là thầy muốn nói rằng là trong cái hệ sinh thái, tức là trong cái bản đồ kịch sĩ, thầy gọi thế là bản đồ kịch sĩ, tức là tất cả những người nào trong cái hệ sinh thái họ thuộc cái bản đồ kịch sĩ, họ phải gặp nhau hết thì họ mới hiểu được cái bản đồ, mà nó mới tạo nên tất cả mọi mắt xích, tức là tất cả cái những cái người kịch sĩ đó là họ làm cái ma trận, và tất cả mỗi ô của cái ma trận đó đều phải có cái sự liên hệ với nhau thì mình mới hiểu được. Đó, chẳng hạn như là một người mà công ty xây dựng gặp một người nhân viên là chủ đầu tư, nhưng mà một chủ đầu tư có thể gặp một nhân viên của xây dựng, hoặc là ngân hàng mà nó tài trợ cái dự án, hoặc là một luật sư đứng phe này phe nọ, là tất cả những người đó là người ta là kịch sĩ của cái hệ sinh thái. Tất cả mọi người phải gặp nhau. Thế thì cái gì nó xảy ra khi mà họ gặp nhau? Là không nhất thiết là những người cùng cấp gặp nhau nữa, mà nó là những người khác cấp gặp nhau. Cho nên là nó có một cái sự hiểu biết về cái nghề nghiệp của mình nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Mà đôi khi đó, chính những người sếp mà người ta tả cho mình cái nghề của họ đó, họ không biết rõ cái nghề của họ. Họ không biết rõ. Thí dụ như là trong cái nghề xây dựng ấy, mà hỏi ông chủ tịch là xây dựng ra làm sao đấy, ông cũng biết đến cái gì thôi, nhưng mà ông không biết là dựng một cái giàn giáo đó thì phải dựng như thế nào. Thế mà nếu mà mình gặp một cái nhân viên mà nó chuyên môn dựng cái giàn giáo, mình sẽ học được rất là nhiều chuyện. Mình sẽ hiểu rằng là vào những ngày gió thì là cái giàn giáo nó sẽ lung lay, và nó sẽ có ảnh hưởng đến cái an toàn của công trình. Đấy. Thế thành thử ra là thầy mới nói, sau khi nói chuyện này thì có một công ty mới nói rằng: thưa thầy, em áp dụng cái này, và xong sau đó em áp dụng xong thì em bán được rất là nhiều sản phẩm, trong khi đó trước đây em không bán được cho ai. Mà bây giờ em mới hiểu tại sao. Là tại vì những người giàu gặp người giàu thì không bán được cho nhau, mà người nghèo gặp người nghèo cũng lại càng không bán được cho nhau. Và trong khi đó thì chính những người giàu phải gặp người nghèo, hoặc là người nghèo gặp người giàu thì mới bán được cho nhau. Do đó cho nên là cái ý tưởng của một hệ sinh thái nó bắt đầu từ đó. Thế thì trong cái hệ sinh thái nó có những ai? Đây, tất cả những kịch sĩ của cái hệ sinh thái đó là đối tác đầu tư này, có khách hàng của mình, nó có thổ phụ, nó có vật liệu, nó có tư vấn, luật sư, người tài trợ, người quảng cáo, rồi những người nắm công nghệ, người ta cũng là trong cái hệ sinh thái. Đây là những người trong hệ sinh thái một cách trực tiếp, còn cái gián tiếp thì vô số. Thành thử ra khi nào mà mình làm business mà mình không có được tất cả những mắt xích với tất cả những người này thì mình không thể nào mà làm cái business của mình một cách hoàn hảo được. Thế thì thầy xin kể ngay ngày xưa đó. Thầy suýt đã mất một cái dự án rất lớn về điện lực. Thế nhưng mà chỉ có hai thầu phụ nó nói chuyện với nhau thôi. Hai thầu phụ của mình nó nói chuyện với nhau, nhưng nó cũng là thầu phụ của thằng khác. Bởi vì khi nó làm thầu phụ thì nó là thầu phụ của nhiều người chứ. Khi mà một dự án mà đấu giá thì cái thằng thầu phụ này, cái thằng thầu phụ kia nó là thầu phụ của cả những cái công ty đó là cạnh tranh với mình. Mà mình chỉ ngồi bữa tiệc thôi, nó cũng không để ý. Nó ngồi nó nói chuyện với nhau thì mình mới ngã ngửa ra, mình lấy được những cái thông tin kinh khủng về cái dự án của mình. Mình thấy rằng là cái đối thủ cạnh tranh của mình đó, nó chọn những phương án hoàn toàn khác mình. Bởi vì thằng thầu phụ này đó, nó bắt buộc phải đáp ứng theo
cái cách mà bên kia nó tạo cái đề xuất, thì mình hiểu ngay là đối thủ cạnh tranh nó đang tấn công cái dự án kiểu nào mà mình đang tấn công kiểu nào, thì mình thấy rằng là mình thua. Mình biết ngay là mình thua, mà chỉ nghe hai thủ phụ nói chuyện với nhau thôi. Đó. Mình biết là mình thua. Và thầy điều chỉnh ngay tức khắc. Và quả nhiên đến khi mà mở cái đề xuất ra, thì lúc đó mình mới ngã ngửa ra là mình đoán đúng là tụi nó sẽ làm như thế, mà mình đã điều chỉnh kịp thời để mà mình thắng. Tức là nó có nghĩa rằng là trong cái, nếu mà mình không có ở trong cái hệ sinh thái của những đâu nhỉ, thổ phụ, thì mình sẽ không hiểu được, mình sẽ không hiểu được mình đang thua. Các em vật liệu cũng vậy. Thí dụ như là trong những cái dự án, những người mà người ta bán vật liệu cho công ty này công ty nọ đó, mình thử hỏi thử xem, mình hỏi thử xem là họ dùng những vật liệu gì. Khi mà mình biết là họ dùng cái vật liệu gì đó, là mình hiểu ngay là họ đang muốn xây cái dự án theo kiểu nào. Là mình biết được cái đối thủ cạnh tranh của mình nó đang làm gì. Thế thì thầy xin nói thế này, là cái người mà giúp cho mình nhiều nhất khi mà mình muốn biết về những công ty cạnh tranh là ai? Là luật sư, là tài trợ, là ngân hàng đấy, tài trợ là ngân hàng. Tại vì ngân hàng ấy thì nó cũng ngây ngô lắm, tại vì nó có đánh đua gì với ai đâu. Nó chỉ bảo rằng là tôi tài trợ cái dự án thôi, thế thì mình ăn cơm với nó đó. Mình chẳng hỏi cái gì cả, mình cứ ăn cơm thôi. Ra là tự nhiên mình nghe thấy cái thông tin mà mình muốn nghe. Thành thử ra, trong một cái hệ sinh thái mà mình gặp gỡ rất đều đặn tất cả mọi người này, cho dù là mình không có liên lạc trực tiếp với tất cả những người này, mình nghe được rất nhiều thông tin nó liên quan đến cái việc làm của mình. Và mình sẽ giảm cái tỷ số thất bại của mình. Thất bại nó có nhiều kiểu lắm. Thất bại là có đối thủ cạnh tranh, nhưng mà nó có những cái thất bại đó, nó liên quan đến cái việc là chính mình cũng không hiểu cái dự án của mình làm tốt nhất là như thế nào. Đó. Muốn làm tốt nhất thì mình phải nghe tất cả những người này. Thí dụ như là các em đây, ngay những trong những cái dự án cá nhân các em xây nhà đó, nhiều khi thầu, người nhà thầu hoặc là nhà vật liệu nó nói nhà thầu đang dụ các bạn xây cái nhà kiểu này, nhưng mà tôi người vật liệu, tôi nói rằng là các bạn lúc này đang có vật liệu rất là tốt, rất là mới cho nhà của các bạn nên dùng cái vật liệu này. Thế mình mới quay lại thằng thầu phụ hay là nhà thầu chính, mình nói rằng là tôi muốn dùng cái vật liệu này, là nó ngã ngửa rất hay, nó biết là có một ai cho mình cái thông tin để mà mình làm cái việc làm của mình nó tốt hơn. Thành thử ra khi mà mình mà tạo được cái hệ sinh thái giữa tất cả những người này, tức là mọi mắt xích nó đi với mọi mắt xích, thì mình nó giảm thiểu cho cái rủi ro của mình rất là thấp. Đây là cuộc sống thực tế đó. Chứ còn chẳng có một cái gì lý thuyết trong cái chuyện này cả. Hello. Đấy, thế thêm nữa. Cái máy nó không thấy thầy đẹp trai đủ. Các em vẫn nghe rõ chứ phòng? Cứ sang trang đi đã. Thầy không ngờ đứng cạnh cái màn hình nó nóng thế. Đấy là thầy lấy cớ để thầy tụt cái này xuống không ạ? Vâng vâng, không, được rồi. Tại vì là nó còn có cái này nữa, nó còn có cái này nữa. À, nhưng nó lại không vào. Nó lại không vào. Thôi, không sao. Các em có thể cắt thầy bất cứ lúc nào với câu hỏi nhé. Rồi, hỏi luôn. À, thế nhưng mà nói chậm chậm chứ người Hà Nội nói luôn luôn là nói nuốt lời, nhanh nhanh lắm.
À, khi nào làm KPI, khi nào làm không làm KPI. Tốt nhỉ, mình thấy là mình đi 99% các trường hợp là không làm KPI. Là tại vì rằng là cái KPI ấy, nó đặt ra rất nhiều vấn đề mà thầy xin nói ngay. Thứ nhất, cái vấn đề đầu tiên ấy, là tất cả mọi CEO đều nghĩ rằng mình phải có một cái chính sách quản trị rất là công bình để mình dùng KPI mình đánh giá. Xin thưa ngay với tất cả các bạn, những người nào mà còn nghĩ là CEO với chủ tịch phải công bình với nhân viên ấy, là những người đó là những người ngây ngô, ô chỉ, không bao giờ công bình hết. Mình phải dùng sự bất công để mà làm cho tạo động lực cho một công ty. Nghe rõ chưa? Khi em bất công em mới tạo được động lực. Bây giờ mà tất cả mọi người này tăng lương cho 5% mỗi năm hết tất cả everybody đó, là không còn động lực gì nữa. Ngồi chơi hết cả lũ. Sang năm chúng ta cũng được như nhau. Sang năm nữa cũng như nhau. Thế là cái chuyện chung nhất. Thành ra là ngay cái concept, ngay cái ý tưởng mà tạo cái sự cái công bình là một sự ngây ngô. Đó, thì nói ngay cái chuyện đó là cho biết như thế. Chuyện thứ nhì đó là trong cái KPI đó, nó không bao giờ nó dùng cho cái gì mà mình muốn. Thí dụ mình tăng lương, em tăng lương cho ai cái gì để thầy giảng cho em. Khi mà mình tăng lương đó, mà mình có chẳng hạn 6 nhân viên đi hầu bàn thì ok, làm KPI nếu mà muốn. Nó không có tốn cái gì nhiều cho ai cả. Mà công bình cái đó cũng được, thằng nào chạy bàn nhiều, thằng nào chạy bàn ít, cho nhiều cho ít, vài sen khác nhau, ok. Nhưng mà em biết không, cái quan trọng trong một cái doanh nghiệp, khi mà em có một cái doanh nghiệp mà cần phát triển đó, là em cần những cái người, người ta có động lực. Và khi mà em dùng KPI đó, em phá động lực của người ta. Người ta mất hết động lực. Đó là chuyện thứ nhì. Chuyện thứ ba, là khi mà em là tạo động lực cho ai đó, là em cũng nhắm cái người đó như là những người lãnh đạo tương lai. Mình nó có là lãnh đạo tương lai thì mình mới tạo động lực cho nó, chứ còn nếu đứa mà không phải là lãnh đạo tương lai mình tạo động lực làm cái gì. Mà lúc mà mình tạo động lực để mà mình có được những lãnh đạo tương lai đó, thì không bao giờ mình dùng KPI để mà mình trả lương nó cả. Nó toàn là special case hết. Toàn special case. Đây này, thầy nói với nhá. Thầy chống đối cái việc làm KPI trong công ty Hòa Bình. Thầy làm hội đồng quản trị công ty tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Thầy chống đối cái việc đó. Ông Lê Viết Hải ông quyết định, nhất định là không. Cái này live stream này cũng phải nhẹ nhẹ thôi, chứ không ông có chửi thầy chết. Nhưng mà thầy rất thân với anh Lê Viết Hải, mà thầy cũng rất là quý trọng anh Lê Viết Hải. Thế nhưng mà anh Lê Viết Hải anh chống đối cái chuyện đó. Anh nhất quyết anh làm cái KPI. 2 năm rồi chưa xong. Mà xong rồi lại phải update. Tức là cái KPI với cái ERP đó là hai thứ phải update hoài hoài. Bây giờ em đang làm tốt một cái công trường, nhưng mà nó bất thình lình ngày hôm qua nó có một cái lỗi là em phải update ngay. Em phải mướn người để update. Thế thì thầy chỉ khôi hài, thầy bảo rằng là chúc Hải 6 năm nữa làm xong cái KPI. Cái KPI không áp dụng được. Em tăng lương cho nhân viên em cũng không tăng lương theo KPI. Tại sao? Tại vì cái người lãnh đạo cấp trung người ta có cái quyền, người ta có cái quyền nói rằng là tôi muốn tăng lương cho người này, tôi không muốn tăng lương cho người nọ. Và người chủ tịch bảo rằng là anh ơi, theo KPI đi. Nhưng mà nói thế lại chết nữa. Em biết tại sao không? Tại khi người mà chấm KPI đó, người ta làm ẩu. Thì chưa thấy một người nào chấm KPI mà chấm một cách nghiêm túc cả. Tại sao? Tại vì người ta bận quá. Bây giờ em ngồi đây em là lãnh đạo nhé. Thầy cho em một lúc 600 cái KPI em làm đi. Em làm đi. Thế em phải giao cho ai? Em giao cho thằng khác nó cũng làm ẩu. Tại vì nó không tin cái chuyện KPI của em. Nó làm ẩu. Cái vấn đề là làm ẩu. Thành ra là bởi vậy cho nên nó mới tạo sự bất động lực. Khi mà mình biết là cái KPI đó trên cái cá nhân mình mà bị làm ẩu đó, thì mình không còn động lực để làm việc nữa. Chưa hết. Lãnh đạo không chịu được chấm như KPI. Hoặc là nếu mà có chịu đó, là chịu một cách rất lý thuyết. Thưa chủ tịch cứ làm KPI khi chủ tịch muốn đi. Nhưng mà cuối năm nay đó, không tăng cho tôi 20%, tôi bỏ đi. Kết quả là gì? Kết quả là tăng cho nó 20%. Cái KPI nó vớ vẩn từ đầu đến chân. Nhiều nhân viên
thì nó mới có, nó mới justify cái việc làm KPI. Nhưng mà khi nhiều nhân viên thì cái KPI nó lại càng không làm được, bởi vì nó đông quá. Còn khi mà có 6 nhân viên thôi thì em làm KPI làm cái gì cơ chứ, mới hỏi KPI làm cái gì với 6 nhân viên, hoặc là 60 nhân viên cũng thế thôi, ít người quá. Không có lúc nào em áp dụng được cái KPI cả. Thế nhưng mà các em phải biết đó, là cái thằng cái này đó là cái nước Việt Nam thầy chán kinh khủng lắm. Là cái thằng khi mà thầy mà ở bên Mỹ đó, thầy sang Mỹ đó, là các tác giả của quản trị kinh doanh, của những cuốn sách của quản trị kinh doanh, cứ mỗi 3 năm nó chế ra những sản phẩm như thế để nó bán sách. Mà trong khi đó thì mình áp dụng nó như là một cái thước đo nghiêm túc, người ta chế ra là phải áp dụng vĩnh viễn. Em bây giờ em sang Mỹ không biết có công ty nào còn KPI, nó không nhớ đến KPI là cái gì nữa. Đó, mà mình thì mình cứ như là đi vào mà đi đạo mà cố đạo đã bảo ra KPI nhé, là Ave Maria với KPI. Người ta quên rồi. Tất cả mọi sách quên rồi. Thằng Michael Porter nó chế ra bao nhiêu thứ, Michael Drucker nó chế ra bao nhiêu thứ, Maxwell nó chế ra bao nhiêu thứ, giờ này nó quên hết cả, chả có ai áp dụng cả. Chính nó không áp dụng, tại vì nó bán được sách rồi, bây giờ nó viết sách mới. Bây giờ đo trí thông minh, thế là cả nước Việt Nam đi học đo trí thông minh, xong rồi 3 năm nữa lại đo cái gì khác nữa, xong rồi là nó lại chế ra, bảo rằng nhân chia cộng trừ như thế này, đó là nó vớ vẩn lắm em ạ. Khi mà em quản trị đúng á, là em không cần KPI là một. Và thầy phải nói ngay nhé, là cái KPI nó còn chứa đựng một cái nguy hiểm hơn nữa khi nó áp dụng ở nước Việt Nam, mà cái này các em phải nghe rõ. Là các em sắp sửa phải sang cái thời kỳ là mình phải quản trị cái công ty của mình một cách rất là bình đẳng, chứ không có quan liêu. Mà khi mà mình quan liêu đó, mình dùng cái KPI nó lại mang nặng thêm cái tính quan liêu. Tao ngồi chấm điểm tụi bay đây này. À, bây giờ tụi mày là nhân viên tao hết này. À, tao đứng đây này, tao là vua đây. Tao sẽ đọc KPI để tao tăng lương cho tụi bay. Mỗi đứa sẽ phải có KPI nhá, nghe chưa? Rồi. Làm sao nó chịu nổi? Tại vì quan liêu. Em có biết là từ lúc mà thầy 25.000 người, 25.000 người mà bao giờ mỗi dự án thầy mời những người ở dự án đó vào ngồi cạnh thầy. Thầy bảo rằng là bây giờ cái dự án đó, nó đi về đâu? Chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì với dự án đây? Ai làm cái gì trong dự án này đây? Để kể tôi nghe. Xong rồi là mình, cái đội ngồi làm việc với nhau, mà bảo rằng làm cái này là không đúng, làm cái kia là đúng, làm cái này là nên làm cái nọ là nên làm nhanh lên, cái kia chậm lại, cái ngân sách nên dùng ở phía này, ngân sách dùng ở phía kia, mình dùng cái software nào, mình đấy. Chủ tịch, tổng giám đốc ngồi với nhân viên làm việc y hệt như một đội làm việc. Xong rồi, nhưng mà nó chỉ khác nhau một cái đó, là 5 phút sau khi làm việc đó, thì chủ tịch sang một dự án khác, trong khi những người còn lại đó thì phải lo cho xong cái dự án này đi. Nó chỉ khác nhau cái chỗ đó thôi. Nhưng mà làm thế mới là làm việc không quan liêu. Còn nếu mà mình mà làm việc quan liêu thì mình bảo rằng là tao cho mày cái KPI của mày là đây này, mục tiêu là phải lời bao nhiêu, mục tiêu phải làm xong trước tháng nào, tiến độ với gì là đủ cả. Thế, xong rồi ngồi chấm điểm. Nhân viên nào nó chịu nổi? Nhân viên nó không chịu nổi. Nhất là những chủ tịch hay tổng giám đốc nào lại không đạo đức. Tức là vẫn dùng KPI nhưng mà cứ con ruột mình thì là được tăng lương 40%. Không được đâu em ạ. Các em đang đi, đất nước chúng ta đang đi vào thời kỳ phản quan liêu hóa trong cái quản trị kinh doanh. Chúng ta phải rất là bình đẳng. Cái người chủ tịch, người tổng giám đốc phải ngồi với đội làm việc, phải gọi là raise every question, tức là đặt mọi câu hỏi để mà cái đội nó tìm được câu trả lời. Rồi cùng chốt với chủ tịch, tổng giám đốc cái cách dẫn dắt cái dự án đó tới cái bến của thành công. Rồi mình mới sang dự án khác. Thì em biết không, thầy làm cái chuyện này 30 năm rồi. Chứ không phải giờ này thầy mới chế ra đâu. Tất cả các đội của thầy nó làm việc với cái động lực cao không thể nào nói được. Mà không có một KPI nào sẽ tạo cái động lực mà thầy đã tạo cho tất cả các đội của thầy. Đấy, cái câu trả lời của thầy là thế. Nếu mà em chưa thuyết phục thì chút nữa thầy lại trở lại vấn đề. Nhưng mà có câu trả lời nào khác, có câu hỏi nào khác không? Câu hỏi cũng gần tương tự với cái KPI của bạn. Vâng, mời em. Thế thì cho em hỏi là cái KPI với cả cái quyết định
Để thầy giải cho em. Thầy các anh biết không, trong quản trị kinh doanh nó có một cái đau thương kinh khủng lắm, là không có một người chủ tịch cũ nào đó hay là tổng giám đốc cũ nào đó họ đi dạy học cả. Bây giờ đó thầy đánh cá với em đó là em bây giờ em vào tất cả các trường này muốn học cái gì em học, nhưng mà em phải chỉ mặt thằng giáo sư: anh có làm cái này thật chưa, anh làm cái này thật chưa, anh dạy tôi làm CEO thì anh đã làm CEO chưa. Và đây là cái câu trả lời của thầy. Tại vì những người mà chưa bao giờ làm CEO đó thì họ chỉ có một cách dạy em làm CEO thôi, là họ dạy em đo. Họ rút cái túi ra, họ bảo rằng là KPI, ERC đó. Xong rồi học thuộc lòng rồi nhé, không học thuộc lòng thì chấm điểm. Đấy. Nhưng mà vớ vẩn, họ chưa bao giờ làm CEO hết. Tôi nói em nghe, doanh nghiệp của tôi đứng thứ 6 thế giới, tôi đưa lên số 1 thế giới trong 9 tháng. Is it clear? Doanh số cao nhất, lợi nhuận cao nhất, và lấy 100%, do you hear that? 100% thị trường của thế giới trong các dự án lớn. 100%. Mitsubishi, Siemens, Hitachi. Và để làm gì? Làm cách nào? Rất dễ. Quá dễ. Tạo động lực. Các biết là một người có động lực bao giờ cũng vậy. Trong cuốn sách của thầy về, thầy nói rõ ghê lắm, là khi mà em tạo động lực, mà em tạo sự tương tác giữa hai người có động lực. Nếu mà em tạo động lực thì cái người đó nó đã làm việc gấp rưỡi cái người không có động lực, dư sức gấp rưỡi. Nhưng mà nếu mà hai người có động lực mà lại cộng vào nhau như thế này đó, thì nó bằng 5 thằng lần cả. Thì không có công ty nào chơi lại. Em biết không, công ty của thầy tại sao mà thắng tất cả mọi dự án rất là dễ. Thầy chỉ bảo rằng là good guy, tao làm việc với mày, chủ tịch tổng giám đốc làm việc với mày, nó động lực nó lên kinh khủng lắm. Mình tham gia với nó, mình chinh chiến với nó, mình thương thuyết, mình ngồi luôn với nó trên bàn thương thuyết với khách hàng. Còn trái lại, nếu mà em muốn tạo mà phản động lực rất là dễ, ngồi nhà chỉ điểm: hôm nay mày đã làm báo cáo chưa, đi làm 8 giờ tối 17 giờ đi về nha. Thì thằng kia nó mất hết động lực, chẳng còn tí động lực nữa đấy. Nếu mà chủ tịch mà như thế thì bỏ mẹ rồi. Thành ra các em phải biết rằng là thế này, cái người mà có động lực là người ta đã bằng gấp rưỡi cái người không có động lực. Mà nếu mà hai em tạo được sự tương tác tốt giữa như hai người có động lực thì em kinh khủng lắm. Em có một cỗ máy kinh khủng lắm. Mà nhất là những người đó là những cái người mà là những người rất giỏi rồi. Chẳng hạn như trong công ty của thầy, trong công ty của thầy là những người đó là những người đã là những kỹ sư rất là kỳ cựu rồi. Thế nhưng mà họ đã mất động lực từ lâu. Thầy kể đấy, thầy lôi ra từ trong tủ. Thầy lôi ra những cái người mà người ta mấy năm trời người ta không được sử dụng rồi. Và mình tạo nên động lực, mình bảo rằng là không, anh không được sử dụng nữa, anh đừng có mặc cảm gì hết. Tôi là cái thằng sếp mới của anh. Tôi muốn anh trở thành giám đốc dự án. Nó ngồi nó khóc ròng ròng thế này. Thằng ăn bác nó khóc ròng ròng, nó bảo rằng là thật không? Thật. Tao ký sắc lệnh ngay cho mày. Mr. Julian is appointed director of the project. Chịu không? Nó ngồi nó khóc ròng ròng thế này. Tôi thề với bạn là tôi lấy dạng dự án cho xem. Tại vì nó có cái động lực nó hung hăng lên. Thế chứ mà không, mình nói nó là lấy dự án về KPI 5 trên 5 nhé. Thì nó sẽ làm vừa thôi. Tại vì nó lấy KPI đủ là nó xong. Nó sẽ lấy KPI. Tốt lắm chứ không sao. Không. Nhưng mà cái thầy không nói là KPI nó không tốt. Thầy chỉ nói rằng nó không tạo nên một cái kết quả nào cả. Mà nó rất nhiều nhọc nhằn trong công ty. Bạn nào mà làm KPI rồi giơ tay lên thì các bạn biết là rất nhiều nhọc nhằn trong công ty. Có đúng không? Frustration, fatigue, delay, rồi những người không hiểu nhau, mắng nhau. Ở trên thì chửi xuống, ở dưới chửi lên. Rồi xong rồi sau đó mình tạo cái gì? Mình tạo sự mất động lực trong công ty.
Một công ty chỉ chạy khi có động lực và khi có tương tác. Nó chỉ có hai cái đó thôi. Đó là cái việc của người quản trị. Còn cái việc của người quản lý thì hoàn toàn khác. Chút nữa mình nói chuyện. Biết không, rất nhiều người rất sợ số đông, nhất là các chủ tịch tổng giám đốc rất sợ số đông. Khi mà có 25.000 nhân viên như thầy thì bảo rằng là ôi rồi ơi, cái câu đầu tiên thầy có thể tự nói vào tương đấy thằng mà mình mà mời nó vào cái văn phòng của mình để nói chuyện thì chắc không biết đến bao nhiêu năm mới làm xong. Không phải đâu em ạ, cái đó là không biết. Khi mà em tạo cái điều kiện để mà một đội hay hai đội hay ba đội bốn đội mà làm việc tốt ấy, em không cần lo các đội khác trong công ty đấy. Nó nghe đấy, nó bảo ra à cái ông chủ tịch này ông có những cái phương pháp làm việc như này là nó bắt đầu nó điều chỉnh liền, chứ nó không đợi đến khi em gọi vào văn phòng nó điều chỉnh đâu. Trong công ty nó xì xào với nhau à. Thế là cái chuyện trước nhất. Nhưng mà cái chuyện thứ nhì đó là em biết không, khi mà mình mà làm việc một cách không quan liêu ấy, với nhân viên ấy, nhân viên nó tới với mình yeah. Nhân viên nó tới với mình. Khi mà nhân viên bắt đầu gõ cửa một cách rất là, nghĩa là nhân viên mọi cấp cơ, hay lắm. Khi mà em tạo được cái hệ sinh thái, nhân viên mọi cấp nó gõ cửa, có khi những đứa thấp lắm cơ, nó gõ cửa. Đấy. Khi nó gõ cửa là em biết là em đã tạo nên cái hệ sinh thái rồi. Là tại vì nó không sợ gõ cửa em. Nó biết rằng em là một người không quan liêu, em là một người rất sáng suốt, em là một người biết lắng tai nghe. Vậy nếu mà ông lắng tai nghe, tôi có điều phải nói với ông là tôi nghe. Thì một khi mà em đã làm cho 4-5 đội, tức là cái công lao của em mới có một ngày này, thì em sẽ thấy cái công ty của em nó thay đổi rất là nhanh. Nó rất là nhanh. Thầy phải thú thật là chẳng hạn với 25.000 người đấy, thầy có vào khoảng 300 dự án lớn, dự án nhỏ thì không trong 300 dự án lớn. Mình chỉ lo xong 5-6 cái dự án lớn cái thì mấy cái đội kia tự nó làm việc theo cái phong cách mới. Không có quy trình, thầy không có quy trình. Nếu mà em nào mà đặt ra câu hỏi về quy trình, thầy không có quy trình. Thầy chỉ có một quy trình thôi, là hễ mà làm được good result thì bonus enormous, mà nếu mà không đạt được cái kết quả đó thì chỉ có một cái kết quả thôi, là you take the door, chỉ có thế thôi. Mà khi em biết là em không đạt được cái kết quả mà em ra cửa ấy thì em không bao giờ ra cửa nữa. Không ai, tại vì mình, thầy đâu có đặt những cái mục tiêu khó khăn quá đâu. Em hiểu không? Mình đặt những mục tiêu mà nó tạm gọi là nó reasonable. Thế, thành ra là người nào cũng có thể làm được. Nếu mà mình cố gắng một chút, mình có một cái đội ngoan ngoãn, trật tự tí là mình phải làm được. Thành ra là xứng đáng ra cửa lắm. Nếu mà không đạt được cái mục tiêu là ra cửa là phải rồi. Không thể nào chạy được. Thầy chưa hiểu câu hỏi của em. Câu hỏi của em ở đây là làm cách nào để mình có thể chắt lọc hoặc là mình phân bổ cái việc mà tiếp xúc với cán bộ nhân viên, bởi vì ở dưới mình, dưới cấp mình nó còn nhiều cấp khác, nhiều cấp quản lý khác. Nếu như mà một người lãnh đạo cao nhất công ty mà anh duy trì việc là... thầy có một cái câu trả lời trước nhất, rồi sau thì xảy vào nội dung sau. Câu trả lời trước nhất, thầy không bao giờ cho phép một lãnh đạo cấp trung nào đứng ngang chặn đường thầy với tất cả các cấp khác.
nó không những không gây cái sự mất động lực mà nó còn gây thêm động lực cho lãnh đạo cấp trung. Là thằng đó nó hiểu rằng là thầy đang short circuit, đang short circuit, tôi đi vòng, tôi không đi qua anh nữa rồi. Nó có lý do chứ. Lãnh đạo cấp trung không có vai trò. Nếu mà các em mà nói là lãnh đạo cấp trung mà có vai trò là em đã là vua con rồi. Mà khi em là vua con thì tôi chặt cổ ngay tức khắc. Lãnh đạo cấp trung nó chỉ có một việc thôi. Một người lãnh đạo cấp trung là chỉ có một việc là thứ nhất, khi mà sau khi họp với tôi mà tôi bảo phải lên làm thì họ phải cầm cái lèo lái để họ phải đi đúng theo cái hướng đi mà tập thể đã quyết định. Em hiểu chưa? Tức là họp với chủ tịch, với tổng giám đốc rồi, mình đã đồng tình trên cái phương án, mình đã đồng tình trên lộ trình, mình đồng tình trên chiến lược, thì cái lãnh đạo cấp trung chỉ bảo rằng là tôi, cái bổn phận của tôi là làm cho cái đội đi đúng theo cái gì mà mình vừa mới bàn với nhau xong. Đó là chuyện trước nhất. Và chuyện thứ nhì đó là cái bottom line là lãnh đạo cấp trung lãnh trách nhiệm, chấm hết. Còn tất cả những nhân viên kia là họ free, chim có cánh cứ bay. Em biết không, bất cứ nhân viên nào thầy cũng chỉ nói có một câu thôi, là các em nên làm việc y hệt như cái công ty này là của các em, cá nhân em. Và cái dự án này y hệt như là cái dự án của gia đình cá nhân em. Một khi mà em mà bảo vệ cái dự án như là dự án của vợ em hay của chồng em hay là của con em, thì lúc đó đó thì tôi không phải giúp các em nhiều. Tôi biết là các em sẽ làm hết sức. Khi mà em bắt đầu cấu trúc người trên người dưới đó, thì là em đã quan liêu rồi. Thế thì tất nhiên nó rất frustrating cho những người lãnh đạo cấp trung. Nếu mà em nào mà ở đây mà là lãnh đạo cấp trung thì cái cách làm việc đó nó rất frustrating. Nhưng mà thật ra cái cách làm việc đó của thầy đó là nó đòi hỏi người lãnh đạo cấp trung đó là tự nhiên họ cảm nhận được là họ đang yếu quá. Yếu về văn hóa, yếu về quy trình, yếu về công nghệ, yếu về thương thuyết, yếu về quản trị. Thầy dồn cái người lãnh đạo cấp trung vào cái vai trò của lãnh đạo cấp trung thực sự. Chứ không phải lãnh đạo cấp trung là tôi là trung thì mà xuống dưới thì phải qua tôi, mà lên trên thì cũng phải qua tôi, không có chuyện đó. Thầy manage một công ty đó, bao giờ thầy cũng buổi sáng thầy vào đó, là thầy đi vào tất cả các phòng họp. Phòng họp mặc kệ đó, muốn họp cái gì họp, tôi đi vào tôi hỏi các bạn đang làm gì đây? Các bạn đang họp về dự án nào đây? Các bạn muốn đi đâu đây? Bây giờ tôi ngồi tôi nghe. Thế thì thường thường em sẽ khám phá ra là những cái người nói mà đích xác nhất, mà đúng nguyên lý nhất, không bao giờ là cái lãnh đạo cấp trung cả. Những thằng cái lãnh đạo cấp trung không bao giờ biết gì cả. Những thằng nó nói đúng nhất là những đứa mà nó chuyên môn về cái đó. Những kỹ sư mà già đầu nó chuyên môn ghê lắm. Nó giảng cho là cái dự án này mà làm cái này là chết, cái này có rủi ro, cái kiểu rủi ro. Còn ông lãnh đạo cấp trung ngồi chém chệ và tôi làm sếp. Tôi trong công ty tôi không có cái vai trò đó. Trong công ty tôi là cái vai trò cấp trung là chỉ gọi là oversee cái bottom line. Anh bổn phận anh phải làm sao mà cái đội đó đi theo đúng cái bottom line cho tôi. Cái đó là bổn phận của anh chứ không phải của ai khác cả. Nhưng ngoài ra đó, để cho đội nó làm việc, thằng nào nó specialist cái gì để cho nó làm specialist cái đó. Chứ đừng có bảo rằng tao là cấp trung là mày phải làm cái gì, phải report. Em hiểu không? Thế mà ngoài ra nữa thầy phải nói luôn thế này này. Là cái speed of execution, tức là cái tốc độ mà mình giải quyết mọi chuyện, mình thực hiện mọi chuyện đó, nó quan trọng kinh khủng trong cái thế giới này. Lãnh đạo cấp trung đó, nếu mà không hiểu đúng cái vai trò của nó, là chính cái người đó làm chết công ty. Bởi vì nó làm chậm cái tốc độ lại. Trong khi cái vai trò của một lãnh đạo tối cao ở trên cùng, không quan liêu, người ta nhảy vào phòng họp, ta bảo các bạn đi đâu này, lộ trình nào, nghe, từng muốn nghe chiến lược A nói đi, B nói đi, C nói đi, bảo ok, anh C nói tôi rất hài lòng, mình đi cái chiến lược của người C, các bạn đồng ý không? Đồng ý. Ok, bây giờ tôi cho các anh phương tiện, các anh cần bao nhiêu kỹ sư, các anh cần những specialist nào, đi đi, đi nhanh lên. Bây giờ không có ngồi mà sắp xếp cho nữa, tiến lên. Đấy, xong tôi chạy sang phòng khác ngay. Tôi xong cái nhiệm vụ của CEO rồi,
tôi sang phòng khác ngay tức khắc, nó lại học về cái dự án nào khác. Mình lại bảo rằng ok, đã, phương án nào, bao nhiêu phương án, bao nhiêu quy trình, bao nhiêu lộ trình, bao nhiêu gì đấy. Thì bảo tôi thấy cái anh số 2 anh nói được lắm, được lắm. Các em nên focus thêm về cái này tí xíu, tại vì chưa có chín. Đấy, tôi bảo rằng cái dự án này chưa chín, nhưng mà focus vào cái phương án B đi. Đấy. Xong rồi ngày mai mình gặp lại. Là ngày hôm sau đó là tôi trở lại ngay tức khắc. Tôi cứ như thế. Thành ra công ty là chạy theo cái speed của thằng CEO, chứ nó không chạy theo cái speed của lãnh đạo cấp trung đâu. Lãnh đạo cấp trung á, sorry to tell you, tại vì ở số một số đây là lãnh đạo cấp trung, là các em phải hiểu cái vai trò em khác đi một tí. Các em đó là những người bảo vệ cái bottom line cho công ty, phải bảo vệ cái bottom line. Thứ nhì đó là phải bảo vệ cái đường, cái lộ trình làm việc là đúng theo cái ý của toàn diện của cả công ty, chứ không riêng của CEO. Nhưng mà chuyện thứ ba đó là em là cái con mắt mà nhìn xem là nhân viên nào thiếu động lực, nhân viên nào có khả năng, cái đó thì em phải report về mặt nhân sự. Nhưng mà còn về mặt mà giải quyết cái dự án, giải quyết về mặt công nghệ với gì đó thì là mình cần specialist, chứ mình không cần lãnh đạo cấp trung. Phải là những người chuyên môn. Dự án điện là phải người chuyên môn điện, người ta nói. Dự án xây cất thì phải là một cái kỹ sư mà chuyên môn về xây cất, người ta nói. Thành ra là những người kỹ sư của mình là những người làm việc. Và chính khi mà mình giao cho họ cái việc hoàn toàn của cái chuyên môn của họ thì họ mới có động lực. Chứ nếu mà bây giờ em biết không, thầy ngày xưa là kỹ sư cầu đường, nhưng mà nhiều khi thầy đi làm việc trong một cái dự án kinh tế. Mình nói được cái gì về kinh tế? Bởi vì mình ngồi cạnh những thằng kia rất là giỏi về kinh tế. Mình đóng góp thôi. Mình lãnh đạo. Mình nghe những thằng nó giỏi về kinh tế và mình vẫn làm những cái nút kết về kinh tế. Nói tóm lại, nước Việt Nam chúng ta đã vẫn còn tổ chức theo cái mô hình quan liêu. Người trên là rất khoái trá, thầy thấy 100 chủ tịch như nhau à. Sáng thứ hai là cứ họp hết tất cả các lãnh đạo cấp trung vào để mà nhìn và đếm quân của mình. Những lãnh đạo cấp trung càng đông, lãnh đạo cấp trung càng vui. Nó thô thiển lắm, nó chả là cái gì cả, âu trĩ đúng hơn. Thế rồi lãnh đạo cấp trung đó là sau khi họp sáng thứ hai rồi đến sáng thứ ba là chính là lãnh đạo cấp trung mà họp làm vua con để mà họp những quân của mình đếm quân vui vẻ lắm, mất hết thì giờ. Thế mà lãnh đạo cấp trung có một cái bổn phận, chứng con mắt của thầy có cái bổn phận là không có ngày thứ bảy và cũng không có ngày chủ nhật. Tức là thầy có cái tật là thầy làm việc không có ngày thứ bảy, không có ngày chủ nhật từ 40 năm nay rồi. Mà ngay bây giờ thầy cũng không có ngày thứ bảy chủ nhật, thầy làm việc suốt ngày. Tại nó là cái niềm vui, cái công việc của thầy bao giờ nó cũng là niềm vui đấy. Các em coi sáng nay nó làm hai cái hội thảo, bây giờ còn nói chuyện với các em như thế này. Tại vì nó vui, chứ mình không kiếm tiền. Thầy có kiếm tiền không? Mày hỏi Thanh Minh xem thầy có kiếm tiền không? Thầy chả lấy mấy người này đồng nào đâu, lúc nãy chỉ lấy cô ấy có bát mì. Thế nhưng mà khi mình làm mà có cái niềm vui đó, thì lãnh đạo cấp trung phải đi theo mình. Tức là chẳng hạn như là bất thình lình 3 giờ chiều chủ nhật, ê à, Trung à, đang có cái vấn đề này là thầy đang ngứa ngáy không biết giải quyết làm sao đó, chơi Trung làm sao mà tối nay lo cho bằng được và giải quyết được cái vấn đề này cho thầy. Đứa nào mà mở miệng ra bảo thưa CEO hôm nay là ngày chủ nhật đấy ạ, nói thêm lần nữa đó là ra cửa. Tại vì mình là lãnh đạo cấp trung, mình là lãnh đạo. Thế nhưng mà ngược lại, khi không có business thì không có gì mà em bảo rằng em đang ở Bali em chơi, thầy chả nói gì cả, tại vì em làm việc của em xong rồi. Cái vấn đề là trách nhiệm, chứ không phải là làm theo giờ, theo giấc hay là cái gì cả. Trách nhiệm. Có câu hỏi nào khác? Thưa thầy, em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy về KPI, bởi vì ở tại doanh nghiệp của em là nó đã trả giá rồi, đang trả giá. Thì em xây dựng một đội ngũ, nó rất là cũng đi từ top 8, 9, 10
và nhìn thấy anh em mất động lực, nhưng mà cái mô hình quản trị mình không thay đổi được, bởi vì đây là ở trên lát xuống thì mình đôi khi thì trong ít nhất một quý gần đây thì em có nói là thôi anh em đã đi theo tôi thì tôi quên cái đó và tôi sẽ chịu trách nhiệm của cuộc sống của anh, nhưng mà chẳng lẽ mình phải làm thế mạnh, bởi vì hay là mình phải chế ra hai hệ thống sổ sách, miễn là cái mục tiêu cuối cùng mình đạt được xong rồi mình phải giao cho một đội ngũ nào đó họ chế KPI cho nó, thế thì theo thầy trong trường hợp đấy phải làm gì bây giờ, bởi vì KPI ở Việt Nam đang là mốt và rất nhiều người đang nhìn nó đúng như thầy nói, nó như một cái giáo điều kim chỉ nam đấy. Thì trong trường hợp đó như một người điều hành thì em sẽ làm thế nào vào với những người họ đã đi theo mình. Em biết không, làm KPI là nếu mà bị bắt buộc làm KPI là rất dễ. Em cứ một mình em trong cái phòng toilet của em ngồi em chấm KPI. Em cho mọi người cùng điểm hết, thế là xong. Thầy là làm như vậy. Có một lần một đại học ở đây, Đại học Việt Nam, trong một cái lớp mà chung quanh thì họ mua bằng thạc sĩ hết. Thằng nào có tiền là mua được bằng thạc sĩ. Xong rồi họ mới trông thấy thầy chấm điểm. Cả lớp 7 điểm trên 10. Hiệu trưởng gọi thầy lên. Làm thế nào mà cả một lớp tương đấy thành ủy mà đều 7 điểm trên 10 hết. Bảo rằng là trên lý thuyết thì chúng nó mua được hết cái bằng này. Do đó cho nên là chúng nó được 7 hết. Cái cách cư xử của thầy là như thế. Cái system, cái hệ thống của ông mà nó không có sạch sẽ thì, hoặc là nó không có lý thì mình cư xử theo cái lối phi lý. Em bảo rằng là ok bây giờ, nhưng mà đằng nào người ta cũng không áp dụng thôi, mà em chẳng lo, em cứ chấm lung tung KPI 4,5, 3,5, 7,75, nó lung tung chẳng ai áp dụng hết. Không ai áp dụng hết. Thế lo gì? Một chút thôi nhé, một chút thôi. Khi mà gọi là có tham dự một số những cái diễn đàn về CEO thì có rất nhiều những thông tin mà hỏi và chia sẻ về tự động hóa doanh nghiệp, nghĩa là những cái con đường KPI cùng giải phóng cho lãnh đạo, gọi là không gọi là tương tác rất là nhiều với doanh nghiệp mình nữa, theo tôi tình trạng thì theo thầy thì cái con đường như thế nó có. Em biết không, là thầy thương tất cả các em nào mà ở đây là lãnh đạo cấp trung thì thầy thương các em ghê lắm. Tại vì các em hiện thời đang có một cái thế hệ chủ tịch với tổng giám đốc của cái nước này nó khó sửa quá. Chẳng hiểu mẹ gì về nghề quản trị cả. Quản trị là các ông ấy tới văn phòng xong các bảo làm KPI xong chưa? Nó như thế đó. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng mà tôi may mắn mà tôi không ở hàng dưới chủ tịch và tôi là mentor của chủ tịch. Thế mà không nên làm KPI mà ông không nghe thôi, ông muốn làm gì ông làm, tôi không advise ông nữa. Đấy, chấm hết. Thế nhưng mà thầy phải nhìn nhận là trong các công ty đấy, rất nhiều chủ tịch là cứ ERP không dùng nhưng mà tiêu rất nhiều tiền để làm cái ERP. Mà nó lại phải update, cứ mỗi dự án hơi thay đổi tí lại phải update. Mà cái update không ai đọc cả. Không một ai đọc hết. Hay đúng hơn là chỉ có kẻ thù nó đọc để nó phá mình thôi, chứ còn chính mình thì cái dự án của mình thì mình không đọc. Rồi KPI cũng lại không ai đọc hết. Thế cứ lầm lẫn những cái dụng cụ quản lý với cái tầm nhìn quản trị, hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Mà các ông nào mà không có tầm quản trị đó thì cứ vịn vào những cái dụng cụ quản lý để mà cho rằng là tôi vẫn làm cái nghề CEO của tôi. Nó là cái vấn đề, nó làm cái drama, nó làm cái thảm cảnh của nước Việt Nam lúc này. Thế thì thầy nhìn nhận nó là thảm cảnh. Thầy không giải quyết được cái thảm cảnh đó, tại vì nó lại là công ty gia đình nữa. Thành ra là thầy không biết là phải làm sao. Mà thầy chỉ nói thôi, bây giờ không ai dùng KPI nữa, mà cả nước lúc này chúng ta vẫn còn tiếp tục làm KPI. Và thầy chỉ có gặp một công ty mà thầy nói không nên làm KPI mà nó nghe thầy. Bây giờ nó vỗ tay, nó sung sướng quá, nó bảo rằng là chung quanh em tụi nó làm KPI hết, mà tụi nó bây giờ tụi nó như là bị vào bùn lầy cả, nó không ra nổi nữa. Tại vì một khi đã quyết định vào KPI, mà một khi đã mướn nhân viên vào làm KPI đó, sau đó phải áp dụng. Mà áp dụng thì lại phải theo nguyên tắc công bằng. Tại vì nhân viên nó có cái đó,
Để nói tại sao tôi lương tôi lại năm nay là tôi không được tăng lương như là cái người bạn mà cùng KPI. Thành ra là mình cho thằng nhân viên đó cái dụng cụ để nó cãi lý. Mà nhân viên nó cãi lý là đúng. Ông chấm tôi 4 điểm rưỡi trên 5, thằng kia nó 4 điểm rưỡi trên 5, tại sao tôi được có 3% lên mà thằng kia nó lên 10 mấy%. Mà cái đó cũng là bằng chứng là mình không áp dụng KPI ấy. Em trả lời làm sao? Thế thì em trả lời là tao làm sếp, tao quyết định gì kệ tao. Nhưng mà nếu mà đã nói thế đó, thì làm KPI làm gì nữa? Tao làm sếp, tao quyết định. Nhưng mà nước này, cái nước Việt Nam mình đã mất rất nhiều thời gian về KPI rồi. Thầy đi đến đâu cũng hỏi thầy cái đó. Và cứ rồi suốt buổi tối chỉ nói về một cái mà thầy coi là nó vô dụng, cứ phải nói hoài. Em xin phép thầy là em cũng đã ngồi lúc nãy nghe thầy vậy, em cũng nốt lại trong cái máy của em câu hỏi với thầy. Em đã làm cái KPI, thực ra là làm chưa đúng lắm đâu, nhưng mà em đã được chỉ đạo làm cái dự án này và em cũng cảm thấy là chưa thực hiện được. Và đến thời điểm hiện tại thì em đã loại bỏ cái dự án đấy. Và cũng đúng như thầy đã từng nói thì em xin phép luôn là cái câu hỏi của em như này. Công ty em đã từng tiếp cận những cái phương pháp quản lý, ví dụ như KPI rồi cái Lean, và thậm chí cũng đã có cái đơn vị tư vấn vào cử cán bộ tham gia đào tạo các cái vấn đề này. Và cũng sau một thời gian thì cũng thấy rất nhiều các cái khó khăn, và cái phương pháp quản lý của em thậm chí cũng đã quay lại cái phương pháp cổ điển, đó là cái việc mà gọi là quán hứa là luôn công nhận ấy. Thì trong cái phương pháp quản lý thậm chí là như vậy, nó có những thời điểm mà tạo động lực cho cán bộ nhân viên bằng cái phương pháp đó. Và cũng sau một cái thời gian mà đi học rồi tư vấn để vào để làm cái KPI và lên ý, thì em cũng nhận ra là chính cái độ tải của cái đơn vị của mình ấy, thì nó cũng không đáp ứng được yêu cầu. Cái độ tải đầu tiên là em phải thấy là chính cái năng lực của công ty, là chính của năng lực đội ngũ thì cũng không đáp ứng yêu cầu. Và cái việc vận hành như thầy đã nói ra, các chỉ ra được các cái vấn đề mà nó gọi nó không thực thi được, bởi vì là chúng ta không công bằng. Và cái người thực thi không công bằng chính là người năng lực nó yếu, không làm được việc đó. Thì cái thất bại của em và cái không ứng dụng cái việc đó, mà đến thời điểm này cũng thấy là như thầy đã nói, thì thấy là nó rất hợp lý. Bọn em không phải mất cái chi phí mà để đi tạo ra cái sự phá vỡ một cái điều gì đó trong doanh nghiệp, đó là cái sự hợp tác với nhau. Câu hỏi của em là gì? Câu hỏi của em nó là cái mà bây giờ cái thời điểm hiện tại là cái công nghệ 4.0 thì bọn em đang bắt đầu vào nghe thì rất nhiều, đi nghe rất nhiều, giảng giải rất nhiều, và đâu đó công nghệ truyền thông họ đã nói rất nhiều về cái việc đó là cái ứng dụng ERP trong quản lý. Thì đến thời điểm này thì em đã bắt đầu được chỉ đạo để làm việc này. Nhưng mà em thì em thấy là cũng như cái câu chuyện cũ, đó là cái năng lực nội tại. Không có câu hỏi. Cái năng lực. Thôi để thầy trả lời, thầy hiểu ý của em rồi. Để làm cái vấn đề DIP thì là cái năng lực nội tại nó khó. Và thầy có thể chia sẻ cho em các cái bước nào để tiếp cận được vấn đề này và làm được. Không, thế này nhé, bây giờ thầy nói cái điều này các em sẽ ngưng nói chuyện KPI luôn. Các em có biết là cái nước Việt Nam là một trong những nước duy nhất mà thằng Mỹ nó đem KPI về nó bán không? Nó đem sang Pháp chả thằng nào nghe cả. Thành ra là bên Pháp chả biết KPI là cái gì. Key performance indicator đó là cái gì vậy? Nước Việt Nam rất thích những lớp tên là CEO. Rất thích những trường nào mà dạy về khởi nghiệp. Tại vì nó hot. Very hot. Thành ra là mình mua. Mà thầy cứ rất ngạc nhiên là thầy cản không biết là bao nhiêu học viên của thầy những chỗ khác. Đừng đi học nữa. Nhưng mà nó lớp này lớp CEO.
phải đi học. Em sang Đức em hỏi KPI là gì đó, là 90% các công ty không biết nó là cái gì. Em sang Mỹ em bảo KPI là gì đó, thì tụi nó chui vào Google để nó tham khảo, tại vì không thể nào áp dụng hết cả. Nhưng mà ai cũng biết là nước Việt Nam mình ấy, là cứ mở một trường học ấy, là số người tuyển học viên nó là không nghĩa là gạt ra hết được. Thích đi học lắm, nước Việt Nam thích đi học. Mà nhất những cái lớp nào mà nó có cái tên CEO vào thì đúng rồi, không làm sao mà bỏ hết được tất cả những người đi học. Đấy. Nó như thế đấy em ạ. Thế thành ra là thầy chấm dứt cái đó, là tại vì chỉ có nước Việt Nam mình nói chuyện về những cái đề tài này thôi, chứ chả có thằng nào nói chuyện trên thế giới này cả. Đúng không? Tao có thằng nhân viên nó vừa đẹp trai nó vừa tốt như thế này, nó làm việc tốt, tao không hiểu tại sao tao ngồi với nó tao chấm điểm nó. Cho mẹ nó 10% cuối năm nó không mà nó not happy hả? Thì phải cho nó 12 chứ cho gì nữa, nó mà KPI. Nếu mà mình mà KPI hay không mà nó không vui với 10% cuối năm thì what do you do? You give him 12. Có thế thôi chứ có gì nữa đâu. Mà nếu mà nó vẫn không công tăng happy nữa thì mình phải lấy một cái quyết định nào chứ. Chả lẽ bây giờ thôi thế thì để tao chấm lại KPI này. Chấm lại KPI. KPI khác đi tí, có khi ta cho mày 14%. Vớ vẩn. Không, nước Việt Nam mình thích KPI lắm, thích CEO lắm, thích những cái đó. Thầy đi đến đâu cứ hỏi thầy hoài, thầy mệt. Không, cái ERP thì nó là cái picture trên tất cả các dự án mình đang theo. Thì cái đó, nó là cái instrument cho người quan liêu. Mày coi đã, tao là emperor, hoàng đế, tao có từng đây dự án, tao ngồi đó thì trông thấy tất cả cái picture của tất cả các dự án của tao ngồi dưới, tao sướng lắm. Tao nhìn nhân viên chắc đi chào cờ, chào kiếc rất ngoan ngoãn sáng thứ hai, đó là picture của thằng quan liêu. Hỏi bất cứ những ai mà là kịch sĩ của cái ERP, chẳng hạn người giám đốc dự án với ERP của mình, nó chẳng bao giờ nó nhìn cái ERP của nó cả. Thế đấy... À thì đúng rồi, thầy vừa nói là nó là trào lưu, nhưng mà nó chỉ có trào lưu ở nước Việt Nam thôi. Nó là trào lưu, nó là trào lưu, nó hot lắm, thật mà, chứ không có gì sai cả, em nói không có gì sai cả. Nhưng mà cái mà các em không thấy đó, là nó toàn là trào lưu ở những nước nào rất thích những cái thước đo đó là một, hoặc là những cái nước mà nó chỉ tin vào quản lý mà nó không tin vào quản trị. Chả nước Singapore đó, nó rất dở về chuyện đó. Nước Singapore là một nước thế nào cũng sập. Bởi vì chỉ lo quản lý thôi mà không lo quản trị. Từ cái ngày mà ông Lý Quang Diệu ông chết, thầy đã gặp ông Lý Quang Diệu 3 lần. Cái người đó là người quản trị. Người ta nhìn, người ta có tầm. Người ta bảo rằng là tôi nhìn cái nước Việt Nam nó không thể nào đi khác được như thế này. Đó. Người ta có cái tầm nhìn rõ như thế. Trái lại thằng con, thằng Lý Hiền Long, nó bảo rằng là thì mình ngồi mình tính hết tất cả economy của nó, inflation, rồi vĩ mô, rồi cộng đi cộng lại xong mày nghĩ sao? Và cái nước này cũng khá, thế thôi. Thế thì cái thằng đó là cái thằng không có một cái tầm nhìn gì cả. Thằng bố đó thì tầm nhìn vĩ đại, mà thằng con thì ngồi lấy thước đo để đo cái này, đo cái nọ, đo cái kia, mà đo cả ngày rồi lại lầm lẫn, chơi lại chơi với thằng Trung Quốc mà ngu không chịu được đó. Cái thầy không biết các em có đã nghe chuyện bao giờ mà thầy giải thích cái quản trị với quản lý nó khác nhau như thế nào chưa nhỉ? Hai thằng thuyền trưởng ấy, em nào nghe rồi? Em nghe rồi hả? Em muốn nghe không? À, đây. Hai tàu, một tàu thuyền trưởng và thủy thủ Việt Nam và một tàu là thuyền trưởng và thủy thủ Mã Lai phải đi từ Hải Phòng đến Kuala Lumpur. Ok. Sắp sửa cùng đi. Bất thình lình có tin khí tượng nói rằng có bão. Thằng thuyền trưởng Việt Nam, y như mọi thằng thuyền trưởng Việt Nam, quay lại, chúng ta vội lên đường, sáng mai dậy 4 giờ sáng, chúng ta đi, và gặp bão. Và thủy thủ Việt Nam đánh nhau với bão 2 đêm, đánh nhau giỏi đến cái độ mà nghĩa là trở thành anh hùng của chống bão, là bởi vì không có một chút thiệt hại nào hết. Nhưng mà đến khi tới Kuala Lumpur thì nằm thượt ra 24 tiếng để ngủ, tại vì mệt quá. Đã câu chuyện của Việt Nam nó là như thế. Những người đó là những người rất anh hùng, đánh nhau với bão
hai đêm. Mã Lai giống hết tất cả, giống hệt như tất cả mọi thuyền Mã Lai. Ôi rồi nghe thấy bão thì mình cứ ngồi đây mình chơi cái thêm một tí nữa. Nó ngồi nó chơi để cho đến khi nào nó biết cái tâm bão nó ở đâu, cái bão nó thổi chỗ nào thì chúng ta lên đường. Và nó lên đường và thủy thủ thì nằm ngủ trên boong tàu, chả có việc gì làm cả. Và tàu nó tới muộn nửa ngày, nhưng mà nó lại đi rời khỏi Kuala Lumpur sớm một ngày, là bởi vì trong lúc đó thì thủy thủ Việt Nam đang còn ngủ, bởi vì mệt quá, cũng còn may không có tổn hại. Đấy, tất cả cái vấn đề nó là như thế. Tức là cái thằng mà thuyền trưởng Mã Lai là cái thằng quản trị rất là giỏi, nó nhìn vấn đề đúng. Và ý như rằng là khi mà mời người quản trị giỏi thì người quản lý không có việc. Thầy đi vào một công ty rất, mỗi lần mà thầy mà thôi xong câu chuyện này đã, thì cái thằng Việt Nam ấy thì quản lý rất là giỏi, thủy thủ quản lý bão rất là giỏi, nhưng mà cái thằng thuyền trưởng thì quản trị rất là tồi. Tại vì lý thế thì quản trị là cái gì? Quản trị là làm đúng việc, đúng người và đúng thời điểm. Chỉ có thế thôi, rất là khó, rất là khó làm. Nhưng mà chỉ có ba cái đó thôi, không có cái gì khác cả. Làm đúng việc, đúng người và đúng thời điểm. Trong khi đó, thằng quản lý là gì? Thằng quản lý là làm tốt việc người ta giao cho mình. Người ta giao cho mình bất cứ việc gì, mình cứ nhắm mắt vào, mình làm cho nó tốt nhất có thể thôi. Mình không cần phải hỏi có tầm, có tiếc gì hết. Đó, thì là thằng quản lý giỏi. Thế thành ra là thủy thủ Việt Nam tuyệt vời. Đi vào bão người ta bảo rằng mày đánh nhau với bão đi, mà đánh nhau rất là oai hùng và rốt cục không có một chút tổn hại nào. Thành thử ra là mình có thể nói rằng là thủy thủ Việt Nam là những người quản lý bão rất là giỏi. Nhưng còn cái thành thuyền trưởng Việt Nam thì quyết định sai, đi không đúng, không chọn không đúng việc. Không đúng lúc. Và tất nhiên là làm mệt người của mình. Có thế đó. Đấy. Thì các em biết không, thầy vào chắc công ty mà các chủ tịch rất ngạc nhiên khi mà thầy đi vào. À, thầy đi vào công ty cái từ lên thẳng phòng chủ tịch hay là phòng tổng giám đốc, ông thấy anh thấy công ty thế nào, mà anh có muốn hỏi thật tôi không hay là thế nào? Anh hỏi thật tôi nói công ty anh chạy không tốt. Và tại sao chạy không tốt? Tôi chỉ nhìn nhân viên anh làm việc tôi biết là công ty của anh chạy không tốt. Và làm sao anh chỉ nhìn anh biết? Là tại vì công ty của anh đang quản lý mà không quản trị, không có người quản trị. Và anh có biết là người quản trị là ai không? Là anh đấy, không là ai cả. Mình nhìn cái mình biết ngay. Nhân viên của một công ty mà chỉ vịn vào quản lý mà không có tầm quản trị đó, là thằng nào thằng đấy nhân viên là nó đi trong hàng lang, nó đi rất là nhanh, nó nhìn nhau lùm lùm thế này mà tai đứa nào cũng đỏ hết, nó bận kinh khủng lắm, thì mình biết cái công ty đó là quản trị rất là kém, biết ngay nó rất vất vả. Thế mà trái lại đó, một cái công ty quản trị tốt đó, em thấy đó, một cái công ty đó nó ra nó tiếp đón mình thôi. Chẳng ấy liệt cái lễ tân, dạ thưa ông, ông tới gặp ai ạ? Trông nó khoai thái. Mình trông thế là đó. Tức là công ty đó là công ty quản trị rất là tốt. Tại vì là ngay cái người lễ tân nó cũng đã tự tin. Nó tiếp mình, nó tự tin. Chứ quản lý đó là lại phải theo quy trình. Đó. Quản lý phải theo quy trình. Quy trình nó bảo rằng là tiếp cái ông này, mà trông ông có dâu thế này thì phải hỏi lại ông phải là người khủng bố. Thầy đùa đấy, nhưng mà nó là như thế đấy. Là người ta bắt buộc, người ta bảo có dâu thì phải là thùng phùng bố, mà nếu không phải phùng bố thì phải tìm cái lý do là mình cho họ vào trong công ty. Thế là phải áp dụng quy trình. Trong khi mình nhìn mặt thì thấy thằng cha hiền từ mà đi vào đây đi hỏi tại sao mình có dâu. Nó tất cả cái drama, tất cả cái sự khổ sở, cái thảm thương của những công ty mà không quản trị giỏi đó, nó hiện lên hết ngay từ ngõ vào. Thầy vào cái công ty Tân Hiệp Phát, thầy vừa vào cái là có đứa nó mở cửa ra, nó xem mình có laptop không. Tại vì ở trong công ty đó có một ngày nào đó có một cái laptop bị mất, và trong laptop thì nó có những cái thống kê của công ty bán bao nhiêu nước, bao nhiêu chai. Thế thành ra bây giờ tất cả các xe đi ra đi vào là phải bị kiểm soát laptop, thì cái laptop này của tôi đấy bạn ạ. Thế là lần sau mình không đem laptop tới đó. Nó cứ như thế. Tại vì là cái quy trình nó như thế. Nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là absurd. Tức là nó vô lý. Một công ty quản trị tốt là bao giờ mình cũng trông thấy người ta nhẹ nhàng và vui vẻ với nhau.
Tại vì đi đúng lộ trình, làm đúng việc, đúng người. Khi mà làm đúng việc, đúng người bao giờ cũng là cái việc nó cũng nhẹ nhàng hơn. Là làm sai người, sai lúc, sai đủ mọi chuyện. Rồi xong rồi sau đó là cái thằng quản lý, tức là cái thằng mà phải làm tốt cái việc mày làm, nó gọi là nó đi vào trong cái tình huống rất khó xử. Thế bây giờ đó thì là mình trở lại hệ sinh thái cho em gái phải không? Em có chịu không? À chịu hả? Thế bây giờ mình sang cái trang tiếp nhé. Hello. Bây giờ đã cái phần trình bày của thầy có 3 phần. Thì phần đầu tiên là hệ sinh thái theo nông dân Kimura. Phần thứ nhì là vài ví dụ hệ sinh thái liên quan. Và cuối cùng là mình xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp. À. Bây giờ đã thầy có bấm lấy được không? Tại vì là quả táo Kimura trong vũ trụ. Đây. À bây giờ nó chạy rồi. Nó có 3 quả táo rất nổi tiếng, quả táo của Isaac Newton, quả táo của Apple và quả táo của Kimura. Thế thì thầy xin kể chuyện ngắn cái chuyện Kimura, bởi vì từ nãy giờ mình nói chuyện về KPI. À, cái quả táo của Isaac Newton là cái quả táo mà đã sáng giá nhất trên cái lịch sử của loài người, bởi vì rằng là ông chỉ nằm dưới cái cây thôi mà cái quả táo nó rớt cái bốp vào đầu ông thôi mà ông ấy chế ra cái luật hấp dẫn. Thì phải công nhận là cái luật hấp dẫn bây giờ nó chi phối hết tất cả cái quy luật của vũ trụ. Thì nó kinh khủng quá. Nhưng mà thầy không nói thêm. Rồi nó có cái quả táo của Steve Jobs thì nó chỉ là cái biểu tượng, cái thương hiệu thôi. Thầy mình cũng đi qua. Cho dù rằng là ông Steve Jobs, ông ấy rất là genius khi mà ông chế ra cái quả táo đã cắn rồi. Đó là nó con người tội lỗi. Bởi vì hình như là theo đạo Thiên Chúa thì con người cắn táo thì là con người tội lỗi mất rồi. Còn cái quả táo người Nhật tên là Akinori Kimura đó, thì cái người này, cái quả táo này nó mới là cái câu chuyện. Các em nào biết chuyện của Kimura chưa? À, thế thầy xin lỗi là thầy vẫn phải kể lại nhé. À. Thế nhưng mà trước khi đi vào cái quả táo của Kimura đó thì năm 1970 đó, ông Jacques Monod là một người Pháp và ông ấy là giải Nobel y khoa. Ông ấy viết một cuốn sách rất là nổi tiếng tên là Ngẫu nhiên và Thiết cận. À. Ông ấy giải thích rằng là trên cái thế gian này, trên cái vũ trụ này mà khi mà chúng ta em không cần ghi đâu, tại vì rằng là tất cả những cái slide là thầy tặng hết. Thầy chả bao giờ giữ, thầy chẳng lấy tiền của ai cả, mà thầy tặng hết tất cả các em, tất cả những gì thầy biết. Thành ra là cứ xin cái copy là xong. À. Hả? Ghi lại để nhớ lâu hơn. Nhưng mà hôn thầy thì nhớ lâu hơn nữa. À. Thế thì, cái vũ trụ, theo cái ông Mono đó, thì ông mới viết rằng, cái loài người chắc trên cả cái vũ trụ này đó, nó phải là một sự ngẫu nhiên kinh khủng nó mới chế ra cái địa cầu này với cái loài người này. Bởi vì phải có mặt trời cách xa như thế, mặt trăng cách xa như thế, rồi nhiệt độ phải như thế nọ, phải có biển có nhiệt độ như thế này, phải có sông như thế kia, phải úi dồi lắm thứ, lắm điều kiện quá thế này thì chắc là nghĩa là trên vũ trụ này chỉ có một nơi thôi, là có được đúng tất cả mọi cái điều kiện để mà có được loài người trong một cái địa cầu tuyệt vời như cái địa cầu này. Và trong 20 năm trời tất cả thế giới bảo rằng là Mono là vô địch, không thể nào khác được. Thế nhưng mà người ta lại kiếm được nước trên mặt trăng, người ta thấy nó có những cái vết lăn tăn mà phải đã có nước rồi thì nó mới có những cái vết tích như thế. Rồi xong người ta lại khám phá rằng là trên sao Hỏa nó có một cái hồ rộng 20 cây số, nó nằm ở dưới đất, nằm dưới đất. Cái chuyện này nó làm thầy lúng đoạn ghê lắm. Thầy xin mở dấu ngoặc để kể cho các em câu chuyện. Là cách đây vào khoảng 10 năm ấy, có một bà bác học của Pháp mới đặt một cái giả thiết là ngày xưa ở bên Ai Cập ấy, thì các vua chúa hay nuôi cá sấu. Thế thì nếu mà nuôi cá sấu trong triều mà nghĩa là đi cá sấu là người ta cứ như con chó là người ta khóa cái miệng lại rồi xong rồi cá sấu nó cứ bò lẹp bẹp đi theo sau ấy. Đấy. Mà nghĩa là tất cả trong tất cả các corridor với gì hàng lang với gì của triều đình ấy là toàn cá sấu thôi. Thế thì bà ấy bảo rằng là những cái con cá sấu nó chạy đâu hết. Dù là mấy ngàn năm sau nhưng nó chạy đâu hết rồi. Thì bà ấy mới đặt một cái giả thiết. Hay là chúng nó chui xuống dưới cát rồi.
Và quả nhiên bà khám phá, bà có một cái khám phá kinh khủng. Thế bà ấy mới chế ra một cái xe mà lộn ngược lộn xuôi gì nó vẫn chạy. Nó rất là nhỏ, nó nhỏ thế này thôi, nhưng nó có cái camera. Nhưng mà đằng sau cái camera nó có một cái đường dây rất là dài. Tức là nó xuống bao nhiêu trăm thước, bao nhiêu cây số xuống dưới cũng được. Thì là bà ấy cứ dẫn giữ để cho có thể kéo nó lên trở lại. Và người ta bắt đầu quay cái camera khi người ta cho cái xe đó. Nó chui vào một cái lỗ mà có vẻ như là một lỗ của một con rắn. Thế thì bà ấy ngạc nhiên là nó chui xuống đến cả trăm thước rồi mà nó vẫn chưa tới đáy. Thế thì xuống dần dần. Thì họ cũng làm mấy lần rồi họ mới thành công. Nhưng mà sau lần thứ N đấy, thì họ mới khám phá ra là ở dưới cả ngàn thước ấy, thì có cả một cái hang. Và toàn cá sấu là cá sấu mà màu trắng hết. Tại vì là từ bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, nó không được ra nắng rồi. Thành ra nó màu trắng hết. Cá sấu màu trắng mà bù hết. À, thế. Thì bà ấy khám phá ra cái đó. Thế thì bây giờ thầy đặt giả thiết trở lại. Và không biết là cái hồ mà dưới 20 cây số đó, nó có chứa một nhân loại nào rồi không? Biết đâu là có một nhân loại nào đang sống 3.000 thước ở dưới đất của sao hỏa. Bởi vì ngày xưa có khi sao hỏa đó, nó có những cái điều kiện của trái đất. Nhưng mà bởi vì bất thình lình nó trở nóng quá, bởi vì là chắc là cái hồi đó người sao hỏa người ta cũng sử dụng xe Mercedes nhiều quá, cho nên là nó tăng nhiệt độ, thì người ta bắt đầu người ta chui xuống đất, người ta sống. Thì quả nhiên là nó mới giải thích được tại sao mà bây giờ nó lại có cái hồ mà dưới mặt đất mà to lắm, 20 cây số chứ không phải nhỏ đâu. Thế thì mình đi tiếp nhé. Thế thì nếu mà nó có nước là nó có sự sống. Và nếu mà nó có sự sống thì nó có thể có sự sống văn minh. Không, cái này tự nhiên nó chạy tốt quá nhỉ. Cái này là quản lý rất là tốt đấy. Thế thì cách đây vài chục năm người ta chỉ có thể giả định về một vũ trụ có một hệ thống mặt trời giống như chúng ta. Thế nhưng mà ngày nay người ta đã tìm ra con số 10 mũ 23. Những hành tinh trong vũ trụ, trong đó có 20 tỷ hành tinh. Chỉ riêng trong dải ngân hà, 20 tỷ hành tinh có khả năng giống hệt trái đất. Và có sự sống thông minh, maybe. Thành thử ra cái thuyết mà ngẫu nhiên của ông Mono thì giờ này là ném vào sọt rác. Ông ấy đã bán được nhiều sách và ông cũng chết rồi, thì ra là không có vấn đề gì cho ai cả. Thế nhưng mà nó lại còn có chuyện ác hơn nữa, là có một số bác học rất nổi tiếng thế giới, người ta đi nghiên cứu từng chi tiết của cái hệ sinh thái, thì người ta nói rằng, và trong đó có Trịnh Xuân Thuận, ông ở đây, ông ấy kém thầy 2 tuổi. Ông ấy học cùng trường ngày xưa, trường Lê Quý Đôn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hồi đó là trường Pháp. Thế thì ông ấy, các bác học mới nói rằng có lẽ muốn giải thích được tất cả những chi tiết mà không thể giải thích cách nào khác được của cái vũ trụ này, thì có lẽ mình phải có cái giả thiết là có cái bàn tay vô cùng lớn, vô cùng hùng mạnh, vô cùng quyền thế, là một thượng đế nào đó, một bàn tay vô hình. Và hầu hết bây giờ các lãnh đạo, bác học lãnh đạo hàng đầu đều họ tin như thế. Bởi vì họ khám phá ra nhiều thứ quá mà nó trùng hợp nhiều quá. Thế tức là bây giờ nó trùng hợp ngược lại, là có một bàn tay nó nắn nót ngay cái tại sao thầy đeo hôm nay cà vạt đỏ. Ông ấy quyết định chứ không phải thầy. Thế thì đấy, nó đại khái nó là như thế. Và hiện thời có người đang tìm cách chứng minh cái điều đó. Tức là nghĩa là họ tin tưởng đến cái độ mà họ mất công họ đi chứng minh, nhưng mà họ chưa chứng minh ra. Thì đây, cái hình của một cái ông bàn tay vô hình đó, thì người ta muốn hữu hình nó, người ta tạo cái hình này thì trông cũng khá ấu trĩ. Thế thì tại sao mà thầy lại nói về cái hệ sinh thái đó, mà nó lại liên quan gì đến cái ông Akimura này? Thì bây giờ là cái câu chuyện của ông Kimura. Thầy xin kể chuyện. Cái quả táo của ông Kimura đó, nó là cái quả táo ngon nhất trên cái thế gian này. Mà nó thơm, nó không, mình không thể so sánh nó với bất cứ quả táo nào trên người ta thường ăn.
và người ta mà cắt nó ra nó không thâm mà người ta để quên nó trong tủ 2-3 năm nó không có thối. Một tiệm ăn Nhật có một món tên là súp táo Kimura mà phải đăng ký 9 tháng trước thì mới có chỗ ngồi, mà nó chỉ có một món là món táo Kimura, súp táo Kimura, tức là cái táo nó phải thơm ngon như thế nào. Và bây giờ thì ông Kimura đấy, ông không bán táo nữa, bởi vì ông ấy bây giờ thấy biến này nó đại quá mất rồi, ông ấy bán luôn cây, tức là cái mỗi năm cái cây nó mọc bao nhiêu thì cái công ty nó mua cái cây đó thì nó lấy hết tất cả táo nó về. Và ông có 800 cái cây táo, và cái táo của ông đã trở thành một quả táo thần thoại, huyền thoại, nổi tiếng thế giới. Thế cái gì nó đã xảy ra nó làm cho cái anh chàng này không giống ai cả? Tại sao mà ông lại chế ra cái quả táo này? Là tại vì ông ấy lấy vợ. Ông lấy vợ, cái người vợ đó thì cứ mỗi lần mà đến cái mùa mà phun thuốc trừ sâu thì bà ấy ốm nặng lắm, bà ấy ốm nặng kinh khủng lắm, bà ấy không cựa cậy được, bà không ra được khỏi giường. Cho ông này ông ấy thương vợ. Cái thằng cha này thương vợ thì nó không giống ai cả, thế có ai thương vợ đâu nhỉ? Thế thì ông mới quyết định là không phun nữa. Và năm đầu tiên thì không phun nữa thì bắt đầu sâu nó ra. Xong rồi năm sau dâu nó, thầy cũng rút ngắn câu chuyện lại một tí. Thì sang năm sau là nhiều sâu hơn, sang năm nữa là nhiều sâu hơn. Và đến năm thứ năm thì cả gia đình đi nhặt sâu thì mỗi một cây đấy, mỗi một ngày một cây sản xuất ra một bồ sâu. Một bồ sâu. Và cứ thế nhặt sâu. Và sau khoảng 8 năm thì lá nó không mọc nữa. Và hoa nó cũng không mọc nữa và không còn quả táo nào cả. Và ông ấy bắt đầu cũng phải đi làm những cái nghề như là đi hầu bàn, hầu yết để mà cho gia đình sống. Trong khi vẫn chăm sóc cái vườn táo. Và ông ấy đã có lúc ông ấy ra đứng trước cái cây. Mà ông ấy cầu nguyện, ông bảo cây ơi là cây, mày là thả người yêu của tao, xin mày đừng bao giờ bỏ tao nhé. Đấy. Và ông lại còn phải làm cái đó ban đêm là tại vì ông ấy sợ rằng là hàng xóm cười ông ấy. Tại sao? Tại hàng xóm ấy thì nó nói rằng là cứ phun thôi chứ có cái quái gì đâu mà mày làm những trò trống gì mà không ai hiểu nổi. À, mày cứ phun sâu đi xong thì mày bán táo thôi chứ mà bố mày làm như thế, mà ông nội mày cũng làm như thế, mà ông cố nội mày cũng làm như thế, tại sao mày không làm như thế? À, và thằng này đó thì rút cục ra nó xấu hổ quá, nó mà ban đêm nó đi cầu nguyện từng cái cây mà thôi đừng bỏ tôi nữa, mà cố mọc tí lá, cố mọc tí hoa. À, và nó quyết định tự tử bởi vì cây nó không nghe. Và nó chạy lên núi, nó tìm phương án để tự tử. Và lên đến núi thì nó gặp một, để quên, đây cái ông Kimura đây. Thằng cha này chỉ biết cười với răng sún thôi. Ông trời ông ấy cũng độc địa thật, đã có răng sún thì lại biết cười. À, thế thì ông mới lên núi và ông ấy gặp một cây rẻ. Thì cái cây rẻ đó có cái chuyện rất đặc biệt là nó nằm ở trong đồng không mông quạnh, mà cái trái rẻ đó thực là ngon, rất là thơm, mà cây cũng có sâu nhưng mà có rẻ, mà rẻ rất là ngon mà không có trái rẻ nào có sâu cả. Ông ấy còn quái sao lại có chuyện bất công như thế này. Và ông ấy cúi xuống, ông ấy sờ đất thì thấy đất ấm, chung quanh cái chân cây thấy đất ấm, ông cào cào ông thấy đất xốp, xong rồi ông cào thêm thì ông ấy thấy là cái rễ đó nó rất là dài, rễ cây rẻ nó rất là dài. Ông ấy về, ông chạy về, ông ấy nhìn cái cây táo của ông, sờ cái đất rất là lạnh, rễ rất là ngắn, và ông ấy gãi đầu, ông bảo hay là chúng ta không hiểu cái gì nó đang xảy ra. Ông ấy quyết định sinh thái hóa tất cả cái đồ điền của ông ấy, 800 cây, ông để cỏ mọc. Ông để cỏ mọc lên cao đến thế này này, vợ chồng mà đi ra đó thì là muốn mà tìm nhau đó thì phải gọi điện thoại di động. Tại vì trong cái vườn đó là không nhìn thấy nhau. Và nó bắt đầu nó có cáo nó vào, có rắn nó vào. À, rồi có những con mèo hoang nó vào, rồi có giun, có rết, cái bà du rồi còn sâu thì rất là nhiều. Thế nhưng mà một ngày kia, người ta Việt Nam mình hay dùng chữ là một ngày đẹp trời, thì ông ấy mới để ý rằng là có một con sâu ấy, nó sanh con ra 100 cái quả trứng, và bao giờ đó nó cũng ấp 50 quả, và bao giờ nó cũng để lại 50 quả.
để cho các con sâu khác nó ăn. Thế rồi ông ấy đi xem các cây khác thì cứ đúng cái con sâu đó thì nó cũng bao giờ cũng 100 quả trứng, và bao giờ cũng 50 quả để ấp và 50 quả để cho con sâu khác nó ăn. Và ông ấy vỡ ra. À, hệ sinh thái. Con sâu này nó nuôi các con sâu khác bằng cái quả trứng mà nó không ấp, mà nó đi theo một cái quy luật mà không ai giải thích được, bởi vì cái con sâu nó không biết đếm. Con sâu nó không biết đếm mà bao giờ cũng đúng 50%. Thế thì ông mới tự hỏi, hay là có lẽ cái đồn điền của ông đang trở thành một cái hệ sinh thái. Và quả nhiên, sau khi ông khám phá ra cái đó, thì cái năm sau đó là một cái hoa đầu tiên nó lại trở lại. Một hoa cho trên 800 cây. Nhưng mà sau đó thì là các hoa nó bắt đầu nó mọc lên. Và quả táo mà cuối cùng sau 11 năm, ông ấy có được quả táo đầu tiên, thì cái quả táo đó nó ngon một cách cực kỳ. Mà không thể nào mà giải thích được là tại sao nó ngon đến như thế được. Đó là cái quả táo hoàn toàn của hệ sinh thái. Và lúc đó đó ông mới sờ xuống cái rễ của cái cây táo của ông ấy, thì ông ấy thấy rằng là cái đất, cái rễ đó nó ấm. Mà ông ấy bắt đầu ông ấy cào, thì ông ấy thấy là cái rễ của mỗi cây táo của ông ấy nó đã dài ra kinh khủng, chứ nó không ngắn như xưa nữa. Tức là cái hệ sinh thái đó nó đã tạo lại cái cây táo, nhưng mà nó đã đòi hỏi rất nhiều thời gian để tạo cái hệ sinh thái. Đấy, cái câu chuyện của Kimura thì nó là như thế thôi. Thế thì hàng xóm rất là lo. Hàng xóm bảo rằng là anh mà để cáo kiếc rón rết rồi tùm lum hết ở phía anh, mà tôi thì vườn của tôi, vườn bên nhà tôi sạch sẽ kinh khủng, không có một ngọn cỏ nào mà tôi không cắt, thì các sinh vật đó nó chạy sang bên tôi sao? Thì ông bảo ban đêm chúng ta sang đây rồi các bạn sẽ thấy có một chuyện rất là hay, là chúng ta hãy ngồi đúng ngay trên cái biên giới của hai bên và chúng ta nhìn ban đêm. Và ban đêm thì mình thấy bao nhiêu sâu gióm hay gì từ cái phía mà bên sạch sẽ nó chạy sang cái phía bên sinh thái nó sống, mà không có một sinh vật nào từ bên sinh thái, tức là của bên ông ấy, nó chạy sang những cái vườn mà sạch như sân đá bóng. Sân đá bóng thì không ai đá bóng, mà cái sân mà sinh thái mà nó mọc tùm lum với dâu xoàm hết cả ấy, thì tất cả mọi sinh vật nó chạy sang bên kia. Tức là ông đã tạo được một cái hệ sinh thái mà tất cả các sinh vật nó thấy thoải mái nó sống, chứ nó không sống ở cái bên phun sâu. Đây là cái câu chuyện của Kimura. Thế thì đây là cây rẻ định mệnh này. Thế thì thầy đi thật là nhanh. Và cái chân lý là dưới mặt đất, đó là cái rễ. Nhân tiện đây thầy nói với các em nào mà đã có con hoặc là sắp có con ấy, là dạy con ấy, là phải cẩn thận ghê lắm. Nếu mà đút cơm cho con, nếu mà làm thay con ấy, là rễ của nó giống như cái cây táo đó, rễ của nó sẽ rất ngắn, nó sẽ rất yếu. Trái lại như thầy đó, nếu mà các em đọc cái chuyện của thầy trong cái cuốn Một đời như kẻ tìm đường thì các em đã sẽ biết ngay rằng là thầy có một cái cuộc sống rất là khó khăn cho đến năm 39 tuổi. Thì cũng vì vậy cho nên là thầy đi đâu thì thầy thoải mái, thầy chẳng sợ gì cả. Và đi bất cứ quốc gia nào mà nếu mà không có tiền cũng không sao, thầy không có gì sợ cả, tại vì mình đã từng sống trong những cái tình huống vô cùng bi đát, vô cùng khó khăn. Thế thì các em nên expose, tức là cọ cho con mình sau này cọ sát với thực tế, để cho cái con người của nó trở thành, nó đi theo đúng cái nghiệp của nó. Chứ mình đừng tạo nghiệp cho nó. Cha mẹ không có bổn phận phải tạo nghiệp cho con. Đây là cái mà thầy nhắc nhở các em. Thế thì hệ sinh thái đã trở lại để cứu Kimura. Cái bất ngờ là quả táo. Hệ sinh thái là gì? Thầy cũng lại phải đi nhanh, tại vì chúng ta thời gian đi qua. Hệ sinh thái là một hệ thống mở, hoàn chỉnh, gồm các thành phần sống, các thành phần không sống, trong đó có không khí, nước và đất khoáng. Và hệ sinh thái là tập hợp các nhóm thực vật và động vật phụ thuộc lẫn nhau, tương tác thông qua chu trình dinh dưỡng, dòng năng lượng. Toàn bộ hành tinh là một hệ sinh thái.
nhưng có rất nhiều hệ sinh thái với kích thước nhỏ hơn. Thế thì lúc nãy thầy có nói về cái bản đồ kịch sĩ có đúng không nhỉ? Thì bản đồ kịch sĩ mình phải biến nó trở thành một cái chu trình dinh dưỡng. Tức là mình phải làm một cái ma trận mà mình phải xem ai nuôi ai. Không nhất thiết người ta phải nuôi mình. Mình có thể nuôi một người nhưng mà người đó lại nuôi người khác nuôi người nọ, rồi rốt cục nó lại trở về mình. Thì mình bao giờ mình cũng phải tạo nên một cái hệ sinh thái mà mọi người đều là đóng vai trò người đi nuôi người khác mà cũng được người khác nuôi. Thì nó sẽ trở thành hệ sinh thái khi mà tất cả mọi người đều có mắt xích với nhau. Khi mà thiếu mắt xích thì nó không thành hệ sinh thái. Thế thành ra là khi các em làm business, các em đừng tưởng rằng là giữa người vật liệu, em là công ty xây dựng, nhưng mà giữa người vật liệu với luật sư của em đó, em cũng phải tạo cái mắt xích giữa họ để mà tất cả mọi người đều vui vẻ trong cái hệ sinh thái. Khi các em làm thấy, các em sẽ thấy cái business của em nó thay đổi. Là tại vì rằng là cái vai trò của em sẽ làm vai trò hoàn toàn khác. Nếu mà em giới thiệu hai người hoàn toàn là không phải của em, họ chơi với nhau giống như là đám bạn với nhau thôi. Đấy. Thế mình giới thiệu một người bạn gái, giới thiệu với người bạn trai mà họ lấy nhau thì là tức là nó làm cái mắt xích mà nó nằm trong hệ sinh thái của mình. Nó củng cố mình. Thì muốn làm business là mình phải tạo hết tất cả mọi mắt xích trong cái ma trận. Chứ đừng có focus, đừng có tập trung vào dưới mối quan hệ của mình với khách hàng trực tiếp của mình mà thôi. Thầy nói cái này đã có người áp dụng ngay rồi. Mà đang không buôn bán, không bán được cái gì cả. Và bây giờ bán rất là nhiều. Tại vì nó đã trở thành cái hệ sinh thái. Thầy trông thấy rõ lắm. Thành ra là thầy thú vị lắm. Là tại vì cái này không phải là lý thuyết. Mà đã được áp dụng ngay tại đây. Tại Hà Nội. Thế kịch sĩ nào cũng phải có chỗ đứng. Lớn bé to nhỏ mạnh yếu. Nhớ là không bao giờ trong một hệ sinh thái đi mặc đồng phục. Hệ sinh thái là tất cả mọi người khác nhau, chớ mặc đồng phục. Thành ra là khi mà thầy làm cái nền cái gì thì cũng mỗi người có một cái áo cái nền, nhưng thầy không cho mặc. Thầy bảo cái đó là giữ làm kỷ niệm. Nhưng mà đồng phục là mất hệ sinh thái. Nếu mà tất cả mọi người giống nhau thì không thể làm hệ sinh thái nữa. Thế nhưng mà lại phải rất là bình đẳng. Thành thử đây này, họ nuôi nhau này, họ cùng sinh tồn, họ cần nhau và họ phải có nhau. Họ cùng tái tạo với nhau, họ thu hút các kịch sĩ mới. Không một ai ăn không hay bị ăn không. Các em thấy cái này lý thuyết, các em thử áp dụng mà xem. Rồi các em sẽ tự nhiên thấy một cái thế giới mới ấy, nó xuất hiện trước mắt các em. Trong cái business của các em. Khi mà một người luật sư của em nói chuyện với ngân hàng của em, mình nên giúp cái anh Trung, anh giúp cái anh Hiếu ấy, em sẽ thấy rằng là cái sự giúp đỡ đó nó rất mạnh. Là bởi vì người ta quý mình, bởi vì người ta trong hệ sinh thái của mình. Đó. Cái tính cách gián tiếp của cái hệ sinh thái đó nó mạnh kinh khủng lắm. Thành ra các em phải đừng có bao giờ mà đánh giá thấp cái chuyện đó. Trong một cái hệ sinh thái, các kịch sĩ đều tự tin vì bền vững, hướng thượng và trường tồn. Thầy đã tạo một cách rất là bất ngờ. Ngày xưa đó, trong cái điện lực thầy tạo hệ sinh thái mà thầy không biết. Bây giờ nghĩ lại mình bảo bây giờ mình biết tại sao mình thành công. Là tại vì mình đã tạo cái hệ sinh thái chung quanh mình. Trong hệ sinh thái người nào cũng có input và output. Không có một trong hai cái không thể gia nhập hệ sinh thái được. Một kịch sĩ cải tiến cách tân sẽ kéo mọi kịch sĩ khác cải tiến với cách tân. Tức là trong cả cái hệ sinh thái đó, một người cách tân là tất cả mọi người cùng cách tân. Nó hay thế, nó tự vận hành. Và dần dần nó loại tham nhũng nội bộ. Cái hệ sinh thái nó hay lắm, tự nó loại. Nó không cho phép cái đó nó có mặt ở trong cái hệ sinh thái. Khả năng sáng tạo của tập thể rất là cao. Vì ai ai cũng nhận được cái input và output của người khác. Thôi cái này thì thầy đi qua là tại vì là thầy lấy ví dụ trong giao thông, thầy lấy ví dụ trong giáo dục. Đó, thế rồi chẳng hạn như là cái tổ chức nông nghiệp của thầy là chủ tịch câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam ấy.
Thì cách đây 2 năm rưỡi đó là chúng tôi có 22 người đây. Sau 1 tuần chúng tôi là 1.000 người. Sau 1 tháng chúng tôi 10.000 người. Sau 1 năm chúng tôi 50.000 người. Và bây giờ chúng tôi 94.000 người. Nhưng mà cái mà đặc biệt đó là nó là thực sự là một hệ sinh thái. Thí dụ, một người ở trong câu lạc bộ nói rằng là chết rồi, sáng nay em thấy ở trong vườn của em đầy sâu. Thì có một người khác trong câu lạc bộ sẽ nói, em chụp hình cái sâu cho tôi xem. Chụp xong cái hình sâu, cái người này bảo đúng rồi, tôi có giải pháp cho em, free. Nó tặng em cái giải pháp mà không phải phun thuốc trừ sâu. Nhưng mà ngược lại, lúc đó có vấn đề gì, lại có người khác trong hệ sinh thái đem cái giải pháp tới cho nó, cũng lại free. Cũng lại free. Thế thành ra là bây giờ cái câu lạc bộ này nó kinh khủng quá. Là mỗi buổi sáng là mình thấy một đống người có vấn đề, mà 15 phút sau là một đống người đem giải pháp tới, mà không ai lấy tiền của ai cả. Mình giúp nhau trong một cái hệ sinh thái. Thì bây giờ thì cái câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam của thầy đó, bây giờ nó lớn lắm rồi. Và có thể nói rằng là gần hầu hết tất cả các vấn đề nông nghiệp là nó giải quyết được hết. Thế thành ra là mình cứ ném cái câu hỏi ra thôi. Mình bảo rằng tôi có vấn đề này, tôi có miếng đất 2 hecta ở Gia Lai, làm cái gì tốt nhất? 3 phút sau có người trả lời, ấy coi chừng nhé, nếu mà đất nó có cát thì đừng làm cái này, mà nếu mà nó có sỏi thì đừng làm cái kia. Nó có câu trả lời liền. Hệ sinh thái work, it work, nó chạy. Hệ sinh thái, thầy đi qua đấy, cô đi ra anh xe ô tô đây, đây là những ví dụ của hệ sinh thái. Silicon Valley thì tất nhiên là một cái hệ sinh thái to khủng khiếp, bởi vì các công ty Microsoft, Apple, Google, Amazon gì thì nó đều là cạnh tranh với nhau trên nhiều điểm lắm, nhưng mà nó vẫn nuôi nhau chứ nó không phá nhau, nó vẫn cạnh tranh chứ nó không phá. Trong cái hệ sinh thái không ai phá ai cả, người ta chỉ cạnh tranh thôi chứ người ta không phá. Thành ra là nó tạo ra sự trù phú, nó tạo ra cái rất là nhiều giá trị cho cả thế giới. Sophia Antipolis thì là một thất bại của Pháp. Nó không phải là hệ sinh thái. Nó cũng muốn trở thành một cái Silicon Valley mà nó không trở thành. Rồi kinh tế vỉa hè của chúng ta đã là một cái hệ sinh thái. Cái này thì thầy đi qua. Đấy. Có lẽ thầy nói đến đây thôi, tại vì các em ở đây thì không khởi nghiệp. Thành thử ra là em nào có muốn nói về chuyện khởi nghiệp không? À có. Ok, để tạo hệ sinh thái để phát triển. Cái này thì cái bài này hơi dài, thành ra thầy cũng để xem phải qua nhanh. Bây giờ cái chân dung của người khởi nghiệp tại Việt Nam là như thế nào? Mình có được một sản phẩm tạm gọi là mới và thu hút. Mình chưa được thử nghiệm trên thị trường. Có chút vốn, sẵn sàng đi mượn và không ý thức được cuối cùng sẽ cần bao nhiêu vốn. Mình không ý thức được thực sự là cuối cùng cần bao nhiêu vốn. Có 1-2 người bạn sẵn đồng sàng đồng hành nhưng chưa kịp xác nhận với nhau, có chung ý tưởng. Rồi muốn vội vàng khởi đầu vì sợ sản phẩm xuất sắc của mình sẽ sớm lỗi thời. Chưa biết rõ đối thủ cạnh tranh là ai, nhất là chính sách đa dạng hóa của các đại gia. Mình chưa biết các đại gia định làm cái gì. Mình không có đội làm việc và sẽ không bao giờ có đội trung thành về lâu về dài. Có rất ít ý niệm về pháp lý khởi nghiệp. Không có hợp đồng giữa các đối tác cùng chung vốn. Thể thức 50-50 rất thịnh hành. Và không có khả năng tái tạo giá trị theo thời gian. Tức là một cái đội mà khởi nghiệp thường thường không có đủ khả năng để tái tạo cái sản phẩm. Thế nhưng mà bên Hoa Kỳ thì nó hoàn toàn khác. Họ có ý tưởng ngay từ đầu, họ có chiến lược tạo giá trị thật là rõ ràng. Rồi họ mới tính ra cái số vốn khả thi. Rồi họ mới mô phỏng cái kinh doanh trong chi tiết. Rồi họ mới ước lượng toàn cảnh những rủi ro. Thì tức là họ làm đúng những cái gì mà phải làm để mà khởi nghiệp thành công. Trong khi chúng ta không làm được, bởi vì cái thực trạng của chúng ta nó không cho chúng ta những dữ liệu để chúng ta làm. Chúng ta không có dữ liệu để làm. Môi trường khởi nghiệp tại Hoa Kỳ
là một hệ sinh thái hùng mạnh và trù phú, giấy tờ hành chính rất là mau, hàng lam pháp luật rất đầy đủ và rõ ràng, có sẵn các luật sư và tư vấn chuyên môn và dày kinh nghiệm, có sẵn người tài trợ sẵn sàng tham gia nếu mô hình của mình nó sexy, hướng đi lồng trong một phong trào tập thể, và các trang bị tập thể đã có sẵn. Đấy. Thị trường công việc có rất đông người có tài tìm việc, nhân sự không thiếu, rồi tìm việc, đuổi người thật dễ dàng trên mặt pháp lý, và phản ứng tự nhiên của các đối tác là sẵn sàng hợp tác theo mô hình tư vấn hay tham gia vào vốn. Và nhờ đó hệ sinh thái chóng lên tốc độ. Tức là cái nước Hoa Kỳ là một cái nước mà rất là phù hợp cho cái việc khởi nghiệp, trong khi nước Việt Nam không phù hợp. Thế thì 7 điều kiện để thành công trong việc khởi nghiệp. Thứ nhất là sản phẩm. Thứ nhì là đồng đội cùng xuất vốn và làm việc nhóm. Thứ ba là nhu cầu vốn. Thứ bốn là môi trường kinh doanh và pháp lý. Thứ năm là mô hình kinh doanh. Thứ sáu là chiến lược kinh doanh. Và thứ bảy là hợp thời và may mắn. Thế thì thầy bây giờ thầy đi sẽ đi từ từ. Sản phẩm thì không cần phải mới. Cái này đó là rất nhiều người lầm lẫn. Thí dụ như là sản phẩm là taxi. Sản phẩm mới là Grab, nó là taxi. Đấy. Bởi vì nhu cầu loài người không bao giờ thay đổi cả. Nhu cầu của loài người là ăn chơi. Thành thử ra không bao giờ thay đổi cả. Bình mới rượu cũ cũng tốt, mà bình cũ rượu mới cũng tốt. Bình cũ rượu mới là gì? Bình cũ rượu mới là mua xe Toyota Camry hay xe Air Force cọc mới. Tức là cái xe đó, nó mới thật. Nhưng mà mình vẫn dùng tên Ford Camry. Nhưng mà nó là Ford Camry 4, Ford Camry 5, Ford Camry 6. Nhưng mà nó vẫn là Ford Camry, thì nó là bình cũ rượu mới. Còn cái bình mới rượu cũ đó, thì chẳng hạn như là mình mở một cái quán ăn trong một phố ẩm thực. Chẳng hạn là mình ở trong cái phố ẩm thực, mình mở thêm quán ăn. Chắc chắn là thành công. Bởi vì trong cái phố đó, càng đông tiệm ăn, nó càng thu hút người tới ăn. Thế thành ra, mình đừng có tưởng là cái sản phẩm của mình phải mới đâu. Đồng đội cùng đầu tư và làm việc nhóm. Thì cùng xuất vốn hoặc cùng làm việc. Ở đây hệ sinh thái là thị trường công việc cho phép kiếm ra nhân sự tài năng, đối tác sẵn sàng đầu tư. Các em biết không? Cái này là một trong những điều kiện khó nhất trong khởi nghiệp. Bởi vì khi các em có sản phẩm rồi đó, từ cái lúc mà có sản phẩm đến cái lúc mà em bán sản phẩm đó, thì thị trường nó đã thay đổi. Nó đã đòi hỏi là cái sản phẩm của em nó phải thay đổi rồi. Nó phải điều chỉnh, nó phải update rồi. Do đó cho nên là nếu mà các em không có cái đội để update, thì các em sản phẩm của em sẽ lỗi thời ngay tức khắc. Tức là từ cái lúc mà có sản phẩm đến cái lúc mà em bán ra, cái sản phẩm của em đã lỗi thời mất rồi. Thành ra là phải có project development. Vốn, khi mà mình đã mượn tiền của tất cả mọi người rồi để có vốn đấy, thì mình chớ bao giờ đợi đến lúc mà mình hết vốn là mình mới đi tìm vốn. Và cái mô hình tốt nhất cho vốn đó là mình bắt đầu bán được cái sản phẩm của mình một chút thôi, nhưng mà càng sớm càng tốt. Là tại sao là vậy? Chính nhờ thế mà mình phải bớt đi cái tiền advertising, cái phần quảng cáo. Bắt đầu bán được một chút rồi, người ta biết tới một chút rồi, nó tốt hơn rất nhiều. Chứ còn nếu mà đợi đến phút chót, không chịu ra sản phẩm, đến khi sản phẩm nó thật đẹp rồi, thật tốt rồi, công ty làm rồi, thương hiệu đủ hết cả rồi, chúng ta mới bắt đầu bán, thì lúc đó nó cần rất nhiều vốn. Nên chúng ta phải rất cẩn thận trong cái chuyện đó. Thường thường vốn cần là, nếu mà mình tính 100, mình cần vốn 100, thì thường thường cuối cùng là mình phải có vào khoảng 350. Tức là 3 lần rưỡi cái số vốn mà mình ước lượng lúc đầu thì mình mới thành công. Trong trường hợp mình thành công. Môi trường kinh doanh và pháp lý thì nước Việt Nam chúng ta không có một cái môi trường tốt. Thành thử ra thầy cũng không có thầy cũng không khuyên các em khởi nghiệp lắm ở Việt Nam đâu. Thế nhưng mà nó có một cái lý do chính mà thầy vừa mới nói chuyện buổi sáng hôm nay. Là nước Việt Nam chúng ta hiện thời đã có một vấn đề rất lớn mà không ai nhìn thấy cả. Thì thầy xin phép chia sẻ với các em như là một cái gì rất là mới cho các em nghe. Nếu mà các em nhìn dân số của nước Việt Nam ấy, thì các em sẽ thấy rằng những người mà thật là giàu ấy, thì là họ vào khoảng 0,4% của dân số. Hoặc là 0,5. Cái thống kê của của Việt Nam chúng ta thì không thể nào mà đích xác hơn được. Thì tạm gọi 0,4, 0,5.
Thì những người đó đó, họ không có mua đồ ở Việt Nam. Nói một cách rất là giản dị là như thế. Thế cái, những cái người mà xã hội, mình gọi là xã hội trung lưu hoặc là xã hội trung bình ấy, thì họ chỉ là 15% thôi. Thành thử ra, khi mà người ta 15% thì có nghĩa rằng là nước Việt Nam chúng ta đó, thầy nói, trưa nay thầy nói chuyện với người nông dân mà. Thầy bảo rằng là chúng ta có 70 triệu người nông dân sản xuất các cái sản phẩm nông nghiệp ấy, cho 10 triệu dân. Bởi vì 10 triệu dân đó, là cái dân số có khả năng mua. Tại vì tất cả những người kia là lao động hết. 15% của 90 mấy triệu đó là 10 triệu. Có nghĩa rằng nếu mà các bạn mà chế ra cái sản phẩm nào mà nó không phù hợp với cái xã hội trung bình hiện thời đã có thì các bạn chắc chắn sẽ thất bại. Tại vì cái xã hội trung bình là cái xã hội duy nhất mà nó sẵn sàng nó thử, lâu lâu thử một cái sản phẩm mới. Mà các bạn khởi nghiệp, các bạn có sản phẩm mới. Nhưng mà có những người, người ta khôn, người ta khởi nghiệp trong những cái lĩnh vực mà sản phẩm họ đưa ra đó, nó cũng phù hợp với người nghèo. Thì trong trường hợp đó cái khởi nghiệp nó thành công. Bởi vì người nghèo người ta cũng mua. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ sản xuất cho xã hội trung bình thôi thì mình chỉ có 10 triệu người, người ta có sức mua cái sản phẩm của mình. Thành thử ra là chúng ta tuy là 93 triệu dân ấy, nhưng mà chúng ta không có 93 triệu người trong cái gọi là dân số tiêu dùng mà nó phù hợp với cái sản phẩm của mình. Thành các em phải cẩn thận lắm. Các em chỉ có 10 triệu người sẵn sàng mua sản phẩm của em thôi. Tức là một cái nước nhỏ hơn nước Mã Lai, nhỏ hơn nước đại khái một cái nước như là Campuchia đấy. Thành ra là một nước rất nhỏ. Thành khi mà mình khởi nghiệp trong một cái nước rất nhỏ như thế đấy, mình cái khả năng thành công của mình khá thấp. Mô hình kinh doanh thì các em biết rằng là nhiều người bảo rằng là cái này thì ăn thua gì. Nhưng mà các em biết tại sao mà các công ty công nghệ thông tin của Mỹ nó thành công trên khắp thế giới không? Bởi vì lý do rất đơn giản. Free. Google free. Amazon free. Microsoft free. Free. Bây giờ mà bây giờ chỉ lấy 1 cent. Bây giờ mà thằng Bill Gates chỉ lấy 1 cent mỗi khi anh mở máy mà anh vào Microsoft thôi. Đó, là 1 cent thôi. Em sẽ thấy rằng là cái thị trường nó sập xuống liền tức khắc. Và chứng khoán của Microsoft sẽ xuống liền tức khắc. Cả thế giới hiện thời dùng free, nó cho không. Đó là cái mô hình business của nó như thế. Tức là cái người mà dùng trực tiếp không phải trả tiền. Thế thì ai trả tiền khác làm vấn đề khác. Thì ở đây đó, cái mô hình kinh doanh là các công ty quảng cáo họ trả tiền cho. Thì cái mô hình đó nó rất tốt bởi vì người nào quảng cáo người đó trả tiền. Thành thử nó là một cái mô hình mà rất thành công. Mà rất đông các công ty khởi nghiệp lại không có được cái mô hình này. Mình sản xuất ra cái gì là mình bắt trả tiền. Thành không ai thử cả. Bây giờ mà các em mà sản xuất ra một thứ nước hoa nào rất đắt nhưng mà người dùng thì free, người khác trả tiền. Các em sẽ bán được 1 triệu chai ngay tức khắc trong một đêm. Chắc là ít người nghĩ đến cái chuyện này. Thằng Mỹ nó cực kỳ giỏi về cái đó. Nó chế ra một cái mô hình business mà nghĩa là bất ngờ. Free. Mà trong khi đó rất đáng ngạc nhiên. Em mà em dùng Grab hay em dùng Uber hay em dùng bất cứ cái gì đó. Em vừa mới bấm cái là nó có câu trả lời. Mà đến khi em vừa mới đi xong cái là em có receipt, tức là có cái cơ rơ suy liền. Công ty và nước Việt Nam chúng ta bao giờ cho được cái rơ suy chính thức trong một cái dịch vụ nào. Không làm nổi. Nước Pháp không làm nổi. Thằng Mỹ nó làm nổi. Tức là nó đầu tư kinh khủng không biết là bao nhiêu tỷ đô la một năm để nó phát triển cái dự án của nó. Mà nó mình của mình, phía mình vẫn free. Thế mới ghê chứ. Free. Cái này các em phải chú ý. Đây là cái mô hình kinh doanh mà mình phải có. Ai trả tiền? Ai trả tiền khi người ta dùng cái dịch vụ của mình? Làm cái câu hỏi mà các em ít khi trả lời, tìm giải đáp. Mà trong khi đó là một trong những cái điều rất là quan trọng khi làm business. Mà cái đó mới thấy rằng là bên Mỹ nó có cái hệ sinh thái. Người khác trả, nhưng mà người khác nó nằm trong hệ sinh thái. Có đúng không nhỉ? Nó nằm trong hệ sinh thái.
Có nghĩa rằng là các em phải tổ chức một cái hệ sinh thái mà em phải tìm thằng nào khác trả tiền hộ. Biết đâu đấy, biết đâu là thằng ngân hàng nó có rất nhiều động lực để nó làm chuyện đó, mình không biết. Tại vì rằng là bây giờ mình nói về nông nghiệp chẳng hạn, thí dụ như một cái ngân hàng nào nó ông chủ nó có rất nhiều đồn điền nó biết, không biết chừng là có khi ông ấy free một số những cái, ông sẵn sàng ông ấy tài trợ free một số những cái sản phẩm nông nghiệp. Đó. Mình phải suy nghĩ cái về cái đó thì mình mới có khả năng thành công. Hễ mà một cái sản phẩm mà nó free đó là cái khả năng thành công của em là gần 95%. Nếu mà không làm được thế thì trả sau. Mà chứ còn trả trước thì là không chạy đâu. Thế rồi cái chiến lược kinh doanh thì nên có càng sớm càng tốt, có doanh thu. Tức là mình cái sản phẩm của mình chưa xong nhưng mà mình đã bán được một hai cái rồi, là cái đó là cái chiến lược tốt nhất về mặt vốn và về mặt quảng cáo. Còn cái hợp thời và may mắn thì tất nhiên rồi. Nếu mà không có 3G hay là 4G thì chắc không có Uber và cũng không có Grab. Và nếu mà không có GPS định vị thì cũng không có nốt hai cái thằng đó. Thì tức là hợp thời, tức là nó chỉ xuất hiện khi có 3-4G hoặc là GPS định vị. Đấy. Tức là nó hợp thời. Những trường hợp kinh điển phải chú ý. Thứ nhất, Việt Nam chúng ta thay vì tạo giá trị và thay vì tạo khác biệt trong giá trị, chúng ta hay tạo giá trị bằng cách xuống giá. Và cái đó là cái cách duy nhất của chúng ta để mà tạo giá trị. Tức là mua một tặng một. Đại khái gọi là cái mô hình kinh doanh của chúng ta là mua một tặng một. Thì cái đó là cái dở nhất. Mình đừng bao giờ tự phá cái giá trị của mình, khi của cái sản phẩm của mình. Và khi mà cái quả xoài nó ngon như thế mà mình đưa ra thị trường, mình lại chích vào một cái để cho nó sống lâu hơn, thì tức là mình phá giá trị của quả xoài, chứ mình không tạo thêm giá trị cho nó. Thành thử ra là nhiều người cứ tự hỏi tại sao mà xoài tôi không bán được. Cả nước nó biết là bạn chích chi chích quả xoài của bạn, nhưng bạn bán làm sao được nữa. Đấy. Thế rồi cái mô hình mà phải tránh là có một khách hàng. Rất nhiều bạn mừng rỡ, thầy ơi, at last I found one customer. Cái đó là chết mẹ. Là tại vì lúc đó là mình đầu tư vô hạn vào một khách hàng. Nó tạo ra một cái tình huống rất là kỳ lạ, là thằng khách hàng nó thấy nó được chiều chuộng thì thôi, nó sẽ hành xử với mình một cách rất là hỗn xược. Mình sẽ tốn rất nhiều vốn vì nó, và sau đó mình không kiếm được khách hàng thứ hai. Tức là có nghĩa tất cả công sức của mình trong 3 năm trời chỉ để hầu hạ có một đúng một thằng. Chớ bao giờ. Sản phẩm mà có một khách hàng nguy hiểm lắm. Thôi cái này thôi đi qua. Bây giờ mình đi tới cái kết luận là hệ sinh thái chỉ có thể xuất hiện và tồn tại nếu bước đầu mọi đối tác toàn quốc tương tác mạnh mẽ. Dòng vốn phải được phân phối đều chứ không được dồn vào một lĩnh vực. Ưu tiên phải là nông nghiệp hay phát triển địa phương. Bao giờ cũng vậy. Và hệ sinh thái toàn quốc chỉ có thể xuất hiện với một hệ thống quy hoạch tích hợp. Cái này là thầy nói về quy hoạch, nó cũng không phù hợp lắm với các em. Thôi dẹp cái này đi. Chấm dứt tư duy hỗ trợ chim đầu đàn. Nước Việt Nam chúng ta đang có tư duy hỗ trợ chim đầu đàn. Trong khi đó chúng ta phải tạo một xã hội trung bình. Chúng ta tạo xong xã hội trung bình, chúng ta sẽ có một nền kinh tế rất hùng mạnh. Chưa nói đến cái nền quân sự hùng mạnh nữa. Nhưng mà hiện thời đó chúng ta đang có một cái chính sách giúp đỡ đầu đàn. Hoàn toàn là sai lầm. Chúng ta đang sa mạc hóa các vùng địa phương. Tức là sa mạc hóa về dân số. Thầy cũng quên cái gì thầy viết rồi. Thôi, thế này đủ rồi. Hôm nay thầy mệt rồi. Cảm ơn các bạn.
Được rồi. Cái này là phần cuối của cuộc hội thảo thứ ba ngày hôm nay. Thế bây giờ còn câu hỏi thì cứ hỏi đi. Các em hỏi thêm đi. Nói chậm chậm. Đúng. Trong cái thời kỳ này ấy, không chạy theo doanh số không có nghĩa là không chạy theo doanh số, nhưng mà mình đừng chạy theo một cách bắt buộc. Tức là hiện thời có rất nhiều chủ đầu tư họ không phải những người nghiêm túc. Chính em nếu mà trong kỹ nghệ xây dựng thì em biết, thí dụ FLC thì nghĩa là em xây ra cho nó mà nó trả tiền em cả, ai cũng biết. Nếu mà mình có một cái chính sách doanh số đó, thì là FLC là cái nơi mà phải đi, là tại vì là em muốn xây bao nhiêu nó cũng cho em xây, có đúng không nhỉ? Tức là em có doanh số nhưng mà em sẽ không bao giờ được trả tiền cả đó. Cái đó là thầy muốn nói thế. Chứ còn những cái công ty mà mình chạy theo doanh số một chút nhưng mà nó trả tiền đàng hoàng thì tất nhiên rồi, mình đâu có bỏ đi được. Thế cái đó là cái ý của thầy đấy. Tất nhiên là mình phải lọc. Nhưng mà hiện thời đấy mà, cả Hòa Bình, cả công ty con cái gì là đều bắt đầu cả. Là tại vì là có quá nhiều những chủ đầu tư đó, nó không xứng đáng làm chủ đầu tư. Em là chủ đầu tư không? Đấy. Thế thì hiện thời đó là nó rất hỗn độn trong cái chuyện đó, mà hiện thời đất nước hỗn độn về chuyện đó đấy. Tại vì khi mà nếu mà 5-7 người chủ đầu tư mà đổ cả đó thì là chúng ta hỗn độn đấy chứ không phải dẫn đâu nhé. Mà cả nền kinh tế chứ không phải là một mình cái lĩnh vực xây dựng đâu. Để bộ máy gì? Bộ máy của công ty, tức là anh em nó tự chạy, mình đưa ra khỏi công việc. Lâu nay tham gia công việc quá sắc, tức là cuộc nào cũng ngồi và tiếng nói chỉ đạo. Thế là thế thì cái đi ngược lại cái vấn đề mà thầy nêu ra lúc đấy là tổng giám đốc phải tham gia vào các công việc đấy cùng giải quyết mọi người. Nên cái việc đấy em làm 11 năm nay rồi, thế bây giờ em còn muốn nghỉ. Cái muốn tạo sự tương tác thì nó đơn giản thôi ạ. Là mình phải tìm những cái mục tiêu cao hơn mà nó gây một cái động lực mới. Thí dụ như là trong cái sector của em trong sector nào? Em làm trong lĩnh vực nào? Công nghệ thông tin. Ok, thì sáng nay thầy nói chuyện trong cái công nghệ thông tin VTI đấy. Thì em phải nói rằng là lộ trình nào lên số 1 thế giới, hay lộ trình nào lên số 1 Việt Nam, hay lộ trình nào lên số 1 Á Châu. Mình phải vẽ cái lộ trình ra. Rồi nếu mà mình đi không được cũng không sao, nhưng mà ít nhất mình đi vào đó rồi mình thấy là mình có lên được. Thì một khi em có một cái mục tiêu như thế đó, thì em mới tạo được một cái sự một cái khát vọng từ nhân viên. Và lúc đó đó em mới làm cái dây leo núi, nó gọi là cái dây leo núi. Các em biết cái dây leo núi là cái gì không? Nó rất đơn giản. Một cái dây leo núi là có một số người đó, khi em lên núi thì ở trên đỉnh cao đó nó gió nó thổi mạnh lắm và nó lạnh lắm. Do đó cho nên khi em lên đó đó em không thể nào xuống ngay được, tại vì khi em lên 4.000 thước là có khi em phải mất một tuần, tại vì lên từng nấc một. Thành thử ra mình phải đem nồi niêu xoong chảo, mình phải đem than, đem ga, đem nước, đem đồ ăn,
đem lều, đem chổng, đem áo len, đem đủ mọi thứ. Thế thì khi mình leo núi mà trên cái sườn núi mà nó hơi phẳng, nó hơi cao một tí đấy, thì mình đông quá cũng chết. Nhưng mà nếu mình không đủ đông thì mình không đem được hết tất cả lên, nó nặng quá. Do đó cho nên là khi mà em muốn tạo động lực cho một đội thì em phải tạo cái đội gọi là, thầy gọi thế là cái dây leo núi. Tức là nó không nhiều người quá, nhưng mà nó không ít người quá. Mà mình tấn công là mình tấn công cái đỉnh cao. Em mà vẽ được cái lộ trình tấn công đỉnh cao cho từng đội đó, em sẽ thấy cái động lực của nó sẽ khác. Còn nếu mà em bảo ôi công ty chúng ta sống vui vẻ, cuối năm ăn tất niên, đầu năm ăn tất niên, thì tất nhiên là cái công ty của em nó dần dần nó mất động lực. Nhưng mà khi em nói rằng là ê, sang năm á, không phải là chỉ có nhân đôi cái doanh thu đâu. Sang năm á, là mình đứng số 2 trên thị trường. Và 5 năm nữa mình đứng số 1 trên thị trường. Và mình sáp nhập với một công ty của Mỹ hay là một công ty nào nước ngoài mà của một nước Tây Âu. À, thí dụ vậy. Nó bắt đầu nó hiện lên một cái viễn tượng mà nhân viên của em đó nó mới thấy thú vị. Và chính khi em làm như vậy đó thì mà em là vẽ được cái lộ trình của công việc của nhân viên của em. Là lúc mà nếu mà nó biết rằng là em thích sáp nhập với công ty Mỹ đó, thì chúng nó sẽ bắt buộc là tự nó học tiếng Anh. Tự nó đi học tiếng Anh, đừng bao giờ trả tiền cho nó đi học nhé. Tại cái tiếng Anh mà làm business nó khác hẳn cái tiếng Anh hello goodbye đấy. Thế me happy birthday. Thế happy new year. Thế tụi nó sẽ học tiếng Anh và tụi nó vớ được thằng Mỹ nào là tụi nó hello hết á. Em hiểu không? Là tại vì tụi nó biết rằng là 2 năm nữa, 3 năm nữa là sẽ làm việc với người Mỹ. Mình phải vẽ lộ trình tương lai mà mình nghĩ là nó thực tế, đủ thực tế để mà nhân viên của mình nó tin tưởng là thực tế. Thầy đó thì thầy có một cái thói rất xấu. Thầy đi vào công ty nào cũng phải lên số 1 thế giới. Tại vì thầy luôn luôn trong những cái lĩnh vực mà phải lên số 1 thế giới. Thầy đã làm được chuyện đó hai lần là lên được số 1 thế giới. Hồi đó thì thầy ở An Sôm thì cái lúc mà thầy vào công ty điện lực của An Sôm 25.000 người thì lúc đó đang đứng thứ 6 của thế giới. Thế mà trong 9 tháng sau đó, chỉ có 9 tháng sau lên số 1 thế giới, cả về doanh thu về và lợi nhuận. Thế rồi cái công ty mà về giao thông, tức là về đường sắt cao tốc với metro, thì lúc đó nó cũng đã đứng số 1 thế giới rồi, nhưng mà nó cô, tức là nó đứng cùng người khác. Mình phải dứt điểm lên một nấc thì là mình đứng một mình. Thì cái công ty của thầy nó dứt điểm nó lên số 1 mình. Thì tổng cộng hai cái chỗ đó thầy ký tất cả là 64 tỷ đô la tiền order. 64 tỷ đô la. Và lợi nhuận thì rất là nhiều. Thành thực ra mình phải có cái mục tiêu cho nhân viên của mình, thì lúc đó mình mới tạo được động lực, mà lúc đó nó mới tương tác với nhau. Tại vì nó biết là nó đi một mình không được, thì lúc đó nó tự tìm cái sự tương tác. Đấy. Thế thì tất nhiên khi mà mình mà định được cái mục tiêu đó thì mình cũng phải định mình đi cách nào, đi với ai, lúc nào khởi đầu nữa. Đấy, thì tất cả những thứ đó đó là cái người lãnh đạo phải quản trị. Tức là chọn đúng việc, đúng lúc và đúng người. Cái việc đó là việc quản trị. Còn dùng những cái software nào hay gì là những việc đó là việc quản lý thì vớ vẩn thôi. Cứ để cho nhân viên nào cũng được hết. Tại vì ai cũng biết quản lý hết. Người nào mà bỏ hết tất cả sự chú tâm, dùng các software một cách bài bản là quản lý tốt thôi. Nhưng cái người quản trị thì học chỉ học được một nửa thôi. Cái nửa kia là linh tính với may mắn. Cứ đọc thử cái cuốn sách Một đời như kẻ tìm đường của thầy sẽ hiểu cái chuyện đó. Em nào có chưa? Nếu chưa có thì thôi. Không sao. Đấy. Một đời như kẻ tìm đường. Các em nên đọc cái cuốn sách đó của thầy. Tại vì đó là cái đời sống thật của cái người mà thành công thật. Thầy tả thật, thầy tả chân cái cuộc đời của mình. Chỗ nào thất bại mình nói, chỗ nào thành công mình nói. Tại sao như thế mình cũng nói. Vậy các em sẽ thấy rằng là
trong cái cuốn sách đó nó không có một chút mô hình nào cả. Trong cả cuộc đời mình không dùng một cái mô hình nào hết. Đấy. Có chứ. Cái việc quản trị nó cần cái tố chất. Cái người quản trị nó cần có nhiều kinh nghiệm lắm. Và cần có nhiều linh tính lắm. Thế mà quan trọng hơn ấy, là phải rất tự tin. Tại vì nếu không tự tin mà mình có linh tính, mình không tin vào cái linh tính của mình cũng không làm gì. Thầy là một người rất tự tin. Và bao giờ thầy làm cái việc gì đó, thầy cũng đưa cái đầu thầy vào cái máy chém. Thầy bảo ta làm không được thì cứ chém đi. Nhưng mà để cho tao làm. Và lần nào cũng thành công. Bởi vì khi mình nó có một cái chuyện là như thế này em ạ, là khi mình đưa đầu vào máy chém á thì mình không để nó cho nó chém đâu. Tức là lúc đó đó là mình tự tạo cho mình một cái động lực kinh khủng phi thường để mà mình làm cho xong việc. Bởi vì mình biết là cái máy chém nó đã ngay trên cổ rồi. Tự mình đưa đầu mình vào mà lại. Thế nhưng mà mình không nên sợ. Mình phải tự tin. Cái tự tin nó đè người khác ghê lắm. Khi thầy đi đâu thầy nói chuyện thầy tự tin ghê lắm. Em hỏi nốt chút là nếu mà như vậy thì có những người nào mà chẳng hạn như là không có tố chất trở thành quản trị thì có lẽ là cũng nên biết những yếu tố đấy không, để cho có thể nói là vì mình không có tố chất đấy, hay là những cái việc đấy có thể rèn luyện để có thể làm được, nhưng mà với điều kiện là cái người đó phải biết sử dụng nhân sự. Tức là như Hàn Tín nói ngày xưa mà, bảo tao đánh kiếm không bằng quan võ của tao, mà tao viết văn cũng không, với chiến lược tao cũng không bằng quan văn của tao, nhưng mà tao có một cái tài là tao chỉ huy được cả hai đứa. Đó. Thế thì cái khi mà mình không có văn mà cũng không có võ đó thì mình phải có cái tài chỉ huy được cả hai đứa đó thì mình vẫn có thể làm lãnh đạo được. Thế nhưng mà nó vẫn đòi hỏi mình đánh giá. Tại vì khi Hàn Tín mà bảo rằng quan võ mà nói là chiến lược phải đánh như thế này, quan văn bảo là đánh võ như thế kia, rồi mình cũng gật đầu bậy bạ thì mình thua. Tức là mình vẫn phải biết đánh giá cái gì mà quân thần của mình đã đưa ra. Thì thầy phải nói thật, thầy cả cuộc đời của thầy, thầy viết trong cuốn sách của thầy là thầy toàn làm những cái gì mà thầy không học, mà không bao giờ thầy làm cái gì thầy học cả. Suốt cuộc đời chưa bao giờ làm cái gì mình học cả. Chưa bao giờ làm một phút cái gì mình học cả. Chưa bao giờ xây cầu, chưa bao giờ xây đường. Mà toàn làm rất là bội tất cả những gì mà mình chưa bao giờ học. Mà thành ra là cái đó là bắt buộc phải có sự tự tin. Tức là mình nắm chắc được cái bộ môn đó, mình hiểu chắc là nó là như thế. Thành ra mình mới có tự tin mình nói chuyện được chứ. Em biết không? Thầy dạy kinh tế ở bên Pháp. Mà thầy vào đại học kinh tế nó hỏi mày có là tiến sĩ mà tao không là tiến sĩ, mà mày có học kinh tế bao giờ, tao cũng chưa bao giờ học kinh tế cả. Thế mày vào đây làm cái gì? Và tao vào đây tao giảng cho mày xem là tao sẽ có rất đông học trò. Và quả nhiên đúng như thế. Thầy có rất đông học trò về kinh tế. Nếu mà các em có những cái đề tài mà cần chuyên sâu hơn thì thầy sẵn sàng. Nhưng mà thầy cũng đã quyết định từ năm nay là thầy cũng không dạy nhiều nữa. Các em phải thông cảm, thầy 74 thì cũng đến lúc nào thì phải bỏ thôi.
Thế thì em biết không, thầy lúc này thầy có một cái gì rất khó xử và thầy chia sẻ với các em. Chẳng hạn như là mới đầu đó thì thầy chỉ muốn ra Hà Nội để làm cái ngày thứ bảy với ngày chủ nhật cái khóa cây nền của thầy thôi. Thế nhưng mà sau đó thầy bảo thầy ơi, thầy ra Hà Nội thì thầy phải qua chúng em. Thế xong rồi thì thầy nhận, xong rồi lại có cái công ty khác lại, thầy phải qua chúng em. Thế thành rút cục ra đó là thầy nói chuyện từ sáng thứ năm cho đến đêm thứ hai, 5 ngày liên tục, sáng chiều. Đó. Thì mình thấy rằng là rõ ràng là cái xã hội này mình nó nắm mình rồi, mình không thoát tay nó được. Thành ra là một là nghỉ hẳn. Tại vì khi mà thầy tư vấn các em ấy, là thầy có mặt ở Hà Nội là lại có người vòi vĩnh, lại có người tới không từ chối được đâu. Mà không phải những người thường đâu em ạ. Không phải những thường. Thầy tuần trước thầy đã từ chối nói chuyện ở VinFast ở Phú Quốc. Tôi thực sự là thầy có một cái hội thảo khác cái trùng cái ngày hôm đó. Thế nhưng mà thầy nghĩ đi nghĩ lại bảo cái hội thảo kia đó thì cũng lại là một thằng VinFast khác. Nó đòi của mình thì mình cũng chả hiểu tại sao mình nhận cả hai làm cái gì, mình dẹp hết cả đi cho xong. Thế nhưng mà cái vấn đề là thế này các em ạ. Thật sự là trong deeply in me, tức là thật sâu trong lòng thầy đó, thì thầy thấy rằng là còn quá nhiều người chưa hiểu cái thực chất của quản trị. Do đó cho nên là thầy cũng muốn có ít nhất vài trăm hay vài ngàn người được hiểu cái thực chất của quản trị trước khi thầy nghỉ hẳn. Tại vì nếu không ấy, thì rồi cứ một số chủ tịch hay tổng giám đốc của công ty ở Việt Nam cứ dùng những cái phương pháp quản lý để mà quản trị. Thì thầy viên rõ lắm trong cái cuốn sách. Thầy ngồi trên máy bay thầy còn đọc lại một phần của cuốn sách Một đời quản trị của thầy. Thầy rõ lắm mà viên là thầy không đổi một dấu phẩy nữa. Thầy bắt buộc phải làm thôi các em ạ. Thì các em hôm nay được nghe thấy những cái chuyện gì thì các em về các em cũng lại tự hỏi xem có đúng không. Thế nhưng mà đến khi các em bắt đầu gặp những cái giáo sư mà chưa bao giờ làm chủ tịch công ty, chưa bao giờ làm tổng giám đốc công ty và cũng chưa bao giờ mở công ty nữa. Nó dạy em nào là khởi nghiệp, nào là ấy, xong rồi bao nhiêu những thước đo, thước điếc, sơ điếc, rồi kim tự tháp, rồi cái vòng tròn, rồi có bao nhiêu những mũi tên ra, mũi tên vào, em trông thấy đỏ, xanh, tím, vàng, cái này bảo cái thằng này nó cũng hay. Đấy. Thế nhưng mà nó chưa bao giờ nó làm cả. Mà những người chưa bao giờ làm ấy, là họ bắt buộc phải dùng những cái hình tượng đó. Trái lại đó, em thấy từ nãy giờ thầy có vẽ cái hình tượng nào quái đâu. Thầy trả lời hết tất cả các vấn đề cho các em. Thầy nắm vững vấn đề kinh khủng lắm. Mà thầy nói ngay nhé, đây là nói trước livestream nhé. Thầy nói ngay đó, những công ty nào lớn của Việt Nam mà hiện thời mà không có người đại lãnh đạo mà đang thiếu leadership ấy, thầy vào thầy chỉ xin có một tháng thôi. Tại vì tôi biết vào, tôi biết phải làm gì ngay tức khắc. Thứ nhất là phải tạo cái sự tự tin và của cho nhân viên, cái tín nhiệm của nhân viên nơi cái người lãnh đạo đó. Thì mình phải nói rằng là chúng ta bây giờ là có lộ trình như thế này, chúng ta đi về hướng này và với những cái phương tiện này mà chúng ta có, vậy thì các bạn tin tôi đi, chúng ta sẽ thành công. Cái việc đầu tiên trong bất cứ khi lúc nào mà mình vào một cái doanh nghiệp mà mình nắm ngay vào lúc đầu là mình phải làm như thế ngay tức khắc đó. Và ngay sau đó là mình nắm tội phạm, tức là những đứa nó làm lũng đoạn công ty. Các em biết không, trong bất cứ công ty nào nó có những đứa đó nó tạo nên nước đục. Khó nhất cho những người nào vào những công ty mà mình không biết đó, là mình vào mình thấy nước đục, mình không nhìn thấy đâu là thực trạng của công ty hết cả. Cái đó là chỉ có những thằng non nớt, những thằng mà mang thước đo vào thì nó không tìm ra thôi. Chứ những thằng này vừa vào cái tao nắm cổ mày, tao lôi ra là tao đá ra cửa ngay. Công ty thở phào cái bảo tao. Đến khi nó ra cửa rồi, công ty nói thầy nắm đúng thằng rồi thầy ạ. Thầy vào thầy chỉ cần 5 ngày thôi, làm thằng thầy đuổi đúng 3 thằng mà phải đuổi. Nó bao giờ nó có một cái luận điệu. Khi mà mình nghe nó nói cái là cái giọng của nó, mình biết cái luận điệu đứa nào là thằng gian hùng mà đang có bè phái. Mang hoa tới xong bảo em cần tăng cường nhân sự, lúc này đội của em là việc hay lắm, mang biểu đồ biểu điếc, thằng này nó sắp chết rồi. Tại vì là mình có xin nó cái gì đâu mà nó vào, nó bắt đầu nó tạo thêm nước đục ở chung quanh mình. Đấy. Thấy rõ lắm. Và trong công ty đó, các em biết không, các công ty không chạy là toàn những công ty có những thằng
thầy gọi là những thằng tội phạm của công ty, nhưng mà tất nhiên nó chẳng phải tội phạm tội gì cả, nó chỉ gây nước đục để nó lũng đoạn công ty thôi. Thì cái đó là những cái người mà quản trị như thầy đó, là những người quản trị chứ không phải những người quản lý. Quản lý không thấy gì hết á. Quản lý là phải đo đủ mọi thứ rồi xong rồi lúc đó mới hỏi who is the criminal. Trong khi thầy đó, thầy vào cái là thầy nghe mọi người, bao giờ cái thằng nó cũng xuất hiện ngay, không bao giờ nó trốn cả. Cái thằng tội phạm của công ty mà không bao giờ nó trốn cả, nó bao giờ nó cũng vào nó gặp mình sớm. Thành ra là mình vào ba bốn ngày là nó đang ngồi trước mặt mình rồi, nó tự nó. Rồi nó giải thích là nó làm cái này, nó làm cái kia. Mình vào đó mà 10 thằng mình tơ tiếp, nếu mà mình đuổi cả 10 thằng thì ít nhất mình biết chắc là mình đã đuổi đúng 3 thằng rồi. Em yên tâm. Em biết không, các em phải hiểu một chuyện đó này này. Trong công ty, bất cứ công ty nào không cần người tài. Giống như là Manchester United thời Ferguson đó, nó chỉ có 1-2 thằng chính đã. Còn những thằng kia đó là những thằng tuân lệnh. Bảo đi lên là đi lên cả, đi xuống là xuống cả. Đã theo 4-4-2, 4-3-3 cái gì đó là phải đá đúng theo cái hình nó gọi là cái gì đấy. Thế đấy, đúng theo chiến thuật đấy. Thành ra là chỉ có những cái người mà người ta, thí dụ như thằng Lampard ngày xưa ở trên Chelsea gì đó, thì nó bảo là phải đá như thế này, từ hôm nay phải đá như thế này, thì mình đá như thế này. Thế những thằng kia chỉ tuân lệnh, làm đúng hệt như thế thôi. Trong đội của ông Park Hang-seo cũng thế. Chỉ có 2-3 người người ta bảo mình cùng lên, mình cùng xuống, mình trộm vào, thế thôi. Thế là tự nhiên bánh nó về vào chân mình. Trái lại những đứa mà nói là tôi tài, tôi tiếc, tôi cần tăng cường, tôi cần ấy, mà mày nói thêm nó đi. Để tao đang nghe thích thú lắm này. Ta chỉ cần thiếu độ 1-2 chi tiết nữa là tao cắt cổ mày thôi. Thế và nó bắt đầu nó nghe thấy mình nói, tôi nghe tôi thích quá, em nói tiếp đi. Thế thì em có những ai, em vịn vào những ai, mình hỏi vịn vào những ai, nó còn khai nữa. Em có đứa giỏi lắm này, đứa giỏi kia, mình loại một lúc 4-5 đứa. Mình không cần nhân tài, nếu mà nó có là nhân tài thật mình cũng không cần. Cái quan trọng là động lực và tương tác. Nhớ cho thầy cái chuyện đó. Các em mà không tạo được động lực, mà không tạo được tương tác thì các em dùng bất cứ một cái dụng cụ nào về mặt management, không bao giờ công ty của em nó chạy. Tại cái thằng mà nó không có động lực, không bao giờ nó báo cáo đúng đó. Các em có biết là nước Việt Nam chúng ta đã làm cái nước rất yếu về báo cáo. Không có công ty nào biết báo cáo cả. Các em nghĩ đấy, không một công ty Việt Nam nào biết báo cáo cả. Không ai báo cáo cả. Báo cáo là gì? Là báo cáo mình vừa làm cái việc gì đó, là ngay sau khi mình làm xong là mình đã dictated, tức là mình nói mà cái email nó chạy rồi. Tôi vừa mới gặp ông John, chúng tôi đã bàn về những vấn đề này. Trên vấn đề này tôi thấy rất bi quan, là quan điểm của ông ấy khó tới gần mình lắm. Cái quan điểm này như này, quan điểm như thế kia. Kết luận là cái người này là cái người mà phải làm việc tiếp với ông ấy, nhưng mà hiện thời chưa thấy kết quả. Thế thôi, 4 dòng. Ở Việt Nam chúng ta có công ty nào biết làm chuyện đó không? Không có công ty nào biết làm hết cả. Cái người có động lực, người ta báo cáo bao giờ cũng trung thành. Báo cáo mà không trung thành ấy, thì cái tờ báo cáo đó nó trở thành một cái thuốc độc kinh khủng lắm trong công ty. Đó. Đấy. Thế mà cái đứa mà nó không trung thành, nó báo cáo bậy là mình chết. Thế mà nếu mà nó tương tác với nhau thì mình chẳng còn phải làm gì nữa. Tại vì hai đứa mà nó giỏi, mà nó có động lực, mà nó làm việc với nhau thì ôi, không còn ai chơi lại nó nữa. Mình không cần phải làm gì cả. Tại vì chính chúng nó auto control, tức là chúng nó kiểm soát lẫn nhau. Khi mà hai đứa mà đạo đức mà nó làm việc với nhau đó thì mình không sợ nữa. Cứ để nó làm việc thôi. Nó tự kiểm soát lẫn nhau. Thôi, đủ rồi. Em thực ra là đây là cái câu hỏi cuối, là cũng là đặt hoặc là đặt vấn đề cũng được. Vì em thấy quán thở rồi. Nhưng mà trước hết là chắc là cũng nhiều bạn hoặc là các anh cũng đã đặt câu hỏi về việc chung đấy. Cái vấn đề đấy thực ra đối với em thì thầy chưa thích cùng em. Nhưng mà toàn bộ những nội dung hôm nay thì là em nghĩ là thầy đã truyền cảm hứng và cũng như là trao đổi rất nhiều kinh nghiệm trong quản lý, đặc biệt là những người CEO đang ngồi đây. Thì em cũng là một học sinh bình thường đây, và đến đây hôm nay dự thôi cũng rất cảm ơn thầy. Đặc biệt là được biết cái lịch của thầy như vậy, đến hôm nay buổi và cuối cùng là cũng là một buổi miễn phí cho trường, cho các em. Cảm ơn em. Cảm ơn các em.
Oh, cái này thì thực ra cũng biết thầy miễn phí, nhưng mà đây là lễ chứ không phải là một cái gì đấy. Vâng. Vâng, thế thì thầy sẽ đưa cho từ thiện, tại vì thầy thực sự là thầy không cần tiền. Vâng, em biết như thế. Không hiểu đâu. Vâng, được rồi, thầy nhận, tại vì hiện thời đó thầy cũng phải nói với các em là thế này. Có rất nhiều những anh em rất nhiệt tình tới với thầy xin thầy mua gạo cho những người trên những người dân tộc ở trên Phan Thiết, rồi những người dân tộc ở trên Gia Lai với gì. Thầy cho nhưng mà nó là tiền cá nhân của thầy. Thế thành cái này nó đỡ một chút xíu. Vâng, đây là biếu 10 triệu. Vâng. Thực ra là cũng là một cái lời cảm ơn của 100 nhân viên của em, tại vì tha cho KPI. Vâng. Thế nhưng mà thầy cũng nói ngay với các em đấy nhá. Là thầy nói ngay với các em rằng là có nhiều công ty mà đào tạo ấy, họ nhờ thầy thì thầy không đào tạo nào. Thầy từ các em là tương lai của đất nước gần, những tương lai xa là những đứa hơn bây giờ mới có 25, 28 tuổi thôi. Các em thì đã một cái generation sau rồi, một hay hai generation sau rồi. Thế nhưng mà thầy không làm đào tạo nữa. Và nhất là thầy mới gặp cái công ty làm thầy khổ tâm quá. Là không những nó là công ty đào tạo, nhưng nó lại đào tạo những người để sau này đào tạo. Nó kiếm ra cái mô hình hay thật. Là cái mô hình của nó là nó không đào tạo người nhân viên, mà nó đào tạo người đào tạo nhân viên.